chào mọi người quay trở lại với Education Trạm Giáo dục trên Vietcetera. Mình là Hùng Võ, founding board member của FSC Education, đồng thời cũng là host của chương trình này mùa đầu tiên. Trạm Giáo dục đơn giản là một cái nơi Hùng cùng với mọi người có thể gặp gỡ những cái cá nhân rất là tâm huyết về giáo dục, đặc biệt có rất là nhiều cảm hứng và mong đợi cho một tương lai của giáo dục Việt Nam. Và Trạm Giáo dục sẽ là cái nơi chúng ta có thể có những cái chia sẻ, có những cái trao đổi và những cách thức cụ thể để chúng ta có thể cùng nhau đi đến những cái tầm nhìn đó cho giáo dục Việt Nam. Và khách mời thứ tư của mùa đầu tiên của Education của Trạm Giáo dục thì hôm nay Hùng rất vinh hạnh được nói chuyện với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu. Em chào anh Hiếu. Chào Hùng và chào các bạn đang theo dõi chương trình Edu Podcast này. Thì Hùng xin phép được giới thiệu rất là ngắn gọn thêm thông tin về anh Hiếu như sau. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu là nhà đồng sáng lập và CEO của tổ chức giáo dục IEG Global, một tổ chức gồm 10 mảng hoạt động giáo dục đang tác động đến hơn 1,5 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên ở 1.000 trường học phổ thông và đại học. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu có bằng tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Stanford, bằng MBA tại Đại học Oxford và có bằng cử nhân kinh tế và khoa học chính trị tại Học viện Kinh tế và Chính trị London. Và trong gần 10 năm qua, anh Hiếu đã trực tiếp tư vấn, xây dựng, chuyển đổi và nâng tầm mô hình giáo dục cho hơn 100 trường học phổ thông, đại học, các công ty giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận trong và ngoài nước, từ những mô hình trường học nhỏ đến các hệ thống giáo dục lớn nhất đất nước. Anh đã có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn học sinh, sinh viên ở toàn bộ cấp học phổ thông, đại học và sau đại học, đồng thời là tác giả và dịch giả của nhiều đầu sách về các chủ đề giáo dục, trong đó có một cuốn sách mà Hùng rất thích, đó là cuốn sách về giáo dục sáng tạo. Để bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay với anh Hiếu thì em rất muốn hỏi anh là thật ra là mình bắt đầu cái rất là cá nhân đi. Anh Hiếu là rất là nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh, một người mà nói là học rất giỏi, thì em muốn hỏi anh á là anh nhìn nhận như thế nào về cái thế hệ các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam vào thời điểm hiện tại, và cái anh thấy các bạn có là gì và cái anh thấy các bạn đang thiếu là gì? Cảm ơn câu hỏi của Hùng. Thật ra thì với mình thì là dù học sinh mà các bạn có được vào các trường đại học hàng đầu thế giới, hay là các bạn ở lại Việt Nam học các trường tốt của Việt Nam, hay là các bạn học những trường cao đẳng, thì đối với mình thì cái thành công lớn nhất của một bạn học sinh chính là các bạn đạt được, nỗ lực hết mình và đạt được cái tiềm năng của bản thân mỗi bạn. Chứ mình cũng không nhất thiết là phải là học sinh, phải vào được các trường đại học hàng đầu thì mới được gọi là thành công. Thì thực ra là theo với các bạn học sinh Việt Nam cũng gần 15 năm qua rồi, thì bản thân trong cái lứa học sinh của đầu tiên của mình những năm 2007-2008 đến bây giờ thì nó cũng đã có một sự dịch chuyển rất là lớn. Cái mà mình thấy nổi trội nhất ở các bạn học sinh, sinh viên bây giờ, tất nhiên là ở đâu thì nó cũng có người này người kia cả, chứ không phải là 100% đều như thế. Tuy nhiên mình thấy là các bạn học sinh ở Việt Nam bây giờ thì thực ra là cái kiến thức của các bạn về thế giới nó rất là lớn, tại vì các bạn được sinh ra và lớn lên và được học tập và đào tạo trong một cái môi trường mà nó, cái nguồn học liệu nó rất là dồi dào, phong phú, không chỉ trong trường học mà còn là trên mạng xã hội và nguồn thông tin. Thì mình thấy rằng các bạn thực sự là cái kiến thức các bạn nó tốt hơn mình ngày xưa rất là nhiều, đặc biệt là ở những cái mảng gọi là vượt ra khỏi trường học. Cái thứ hai nữa là mình phải nói một cách rất là công tâm thôi, mặc dù mà ngày xưa cũng là dân chuyên Anh, cũng là dân gà chọi, rồi cũng đi thi học sinh giỏi quốc gia và có giải này kia. Tuy nhiên thì cái khả năng, cái năng lực ngoại ngữ của các bạn bây giờ ấy, nó mạnh hơn cái thế hệ của mình rất là nhiều. Mình cứ hay nói là ngày xưa thầy cũng là dân học sinh giỏi quốc gia, nhưng mà thậm chí các bạn học tiếng Anh trong những lớp bình thường bây giờ thì tiếng Anh đã hơn thầy rất là nhiều so với lại cái năm mà thầy học lớp 12 rồi. Thì mình nghĩ đó là một cái công cụ rất là tốt để các bạn có thể là hòa nhập vào thế giới và làm chủ rất nhiều những cái môi trường học tập mà các bạn sẽ được tiếp xúc với. Và cái thứ ba mình nghĩ rằng là cái mà các bạn hoàn toàn mạnh hơn hẳn, mà đó là cũng là cái điểm yếu của thế hệ của Hiếu, cũng có thể là như thế hệ của Hùng, đó là cái kỹ năng mềm của các bạn ấy, nó rất là tốt. Ngày xưa thì mình còn lơ ngơ về sử dụng máy tính thế nào, rồi làm một cái PowerPoint làm sao, rồi hoạt động nhóm, rồi rất nhiều thứ về sáng tạo, về thậm chí là thuyết trình, rồi tranh biện, nó mình rất là kém ấy, thực sự là như vậy. Và mình nghĩ là nhiều bạn bè đồng trang lứa của Hiếu thì cũng như thế. Tuy nhiên thì đó là cái điểm mạnh của rất nhiều các thế hệ các bạn Gen Z và Gen Alpha bây giờ. Các bạn rất sáng tạo, các bạn có những cái bộ kỹ năng mềm mà trong nhà trường cũng có sự dịch chuyển nhất định. Nhưng dịch chuyển lớn nhất là cái hệ sinh thái xung quanh nhà trường ấy, các trung tâm, rồi các cơ hội trải nghiệm, các kỳ thi, nó giúp cho các bạn thực sự là được xây dựng cái bộ kỹ năng mềm. Nếu như ngày thế hệ của Hiếu ngày xưa bảo là bước ra thế giới mà gọi là được gọi là sánh ngang kỹ năng mềm với các bạn sinh
sinh viên hoặc là học sinh nước ngoài á, thì chắc là ít, nhưng bây giờ thì cái số lượng mà học sinh Việt Nam bước ra thế giới và có cái bộ kỹ năng mềm cũng có thể ngang ngửa với lại rất nhiều những bạn học sinh ở các trường đại học hàng đầu thế giới thì cũng không phải là ít đâu. Thì mình nghĩ đó là những cái điểm mạnh và những cái mà các bạn bây giờ có. Tuy nhiên cũng ngược lại, vậy thì cái mặt còn lại là cái mà các bạn đang thiếu là gì? Thì Hiếu cũng hay nói đùa với lại học sinh của Hiếu trong lớp á, là ngày xưa thì thế hệ bố mẹ của thầy hay là thế hệ bố mẹ của tụi con thì nó là thế hệ như là vượt khổ, đúng không ạ? Còn cái thế hệ của thầy với thế hệ chuyển giao, nó cũng sướng thì cũng không phải là sướng, nhưng mà khổ thì không phải là quá khổ, nhưng mà thế hệ của các bạn bây giờ là vượt sướng. Mình hay nói như vậy bởi vì các bạn thực ra là được sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường mà ở đó thực sự là có khá nhiều những cái điều kiện về ăn uống, học tập, điều kiện về giống như là tiêu dùng, thì đôi khi mọi thứ nó được lập trình sẵn nhiều quá và nó bày sẵn ra nhiều quá, thì nó cũng phải là lỗi của các bạn bởi vì đó là cái xoay chuyển của thời đại và của xã hội và của kinh tế. Tuy nhiên chính vì vậy thì cái việc mà các bạn ít có những cái trải nghiệm và tiếp xúc nó gây ra khó khăn và thử thách cho các bạn ấy, thì cái phần về tính cách của các bạn đôi khi nó lại được nó lại chưa được chắc chắn cho lắm. Thành ra mình vẫn thấy có một số học sinh, kể cả học sinh của bản thân Hiếu thôi, và vốn là học sinh giỏi và các bạn cũng vào những trường đại học tốt, tuy nhiên các bạn, để gọi là các bạn có cái tính cách để có thể làm chủ cái quá trình đại học đó, để có thể giống như là vượt qua những cái thử thách mà chính bạn phải là người xử lý chứ không còn là bố mẹ và thầy cô nữa, thì có thể là các bạn sẽ hơi bị lông lay và lỏng lẻo trong cái phần tính cách một tí xíu, nhưng mà cũng khó trách, đó là lỗi của các bạn, nó là lỗi, cũng có thể là một cái lỗi của cái việc mà chúng ta phát triển kinh tế xã hội nhanh quá và chúng ta tập trung quá nhiều về những chủng kiến thức kỹ năng mà chúng ta quên dành thời gian ở nhà trường, ở nhà và cũng như trong xã hội để có thể giáo dục tính cách cho học sinh. Thì đó là một những cái gì mà Hiếu quan sát được từ góc nhìn của Hiếu. Em cũng hoàn toàn đồng tình với anh là cái thế hệ, cái điều kiện học tập á, của cái các bạn bây giờ rất là khác cái thời của anh em mình. Ngày xưa thì không có Google, cái chuyện là học tiếng Anh là phải đi đến thư viện của trường mà không phải lúc nào cũng đầy đủ tài liệu. Bây giờ các bạn thì khác, các bạn có một cái khả năng tiếp cận với thông tin và cái kiến thức tốt hơn rất nhiều. Thứ hai nữa là cái thời đại của các bạn được kết nối nhiều hơn và được connect nhiều hơn, nên các bạn được sống trong cái hệ sinh thái mà mọi thứ nó được vận hành một cách rất là khác, nên cái cơ hội được các bạn được nhìn thấy nhiều thứ, nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh của cuộc sống, và các bạn từ đó các bạn phát triển cái kỹ năng mềm tốt hơn so với cái thế hệ của Hùng hay thế hệ của anh Hiếu. Thật ra đó là cái điều mà em tại sao em muốn dừng ở đây, bởi em nghĩ là rất nhiều bố mẹ mà có con em đang ở cái độ tuổi cấp 2, cấp 3 thì thật ra là có thể là cũng trong cái thế hệ của anh em mình. Em muốn lưu ý lại để cho các nhà làm giáo dục, các bậc phụ huynh mình phải lưu tâm cái này. Mình đã có cái nhận định là do các bạn được sinh ra trong cái thế hệ, em trong cái thuật ngữ mình gọi là affluent generation, có nghĩa là một cái thế hệ mà có nhiều điều kiện sung túc. Các bạn ấy không có những cái kinh nghiệm tự nhiên trong cái chuyện gọi là đối mặt với thử thách, đối mặt với khó khăn, đối mặt với sự thiếu thốn. Thì em muốn đào sâu hơn là vậy nó dẫn tới những vấn đề cơ bản nào và cái ảnh hưởng của nó là gì? Thực ra thì mình cũng thế này, cái quan điểm của mình cũng như là quan điểm của giáo dục thì bản chất của giáo dục dù là ở trường hay ở nhà thì nó giúp cho một con người và một đứa trẻ tìm hiểu về hai thế giới. Một là thế giới bên ngoài của mình thông qua những môn học như là lịch sử, rồi địa lý, rồi kinh tế, rồi vật lý, toán học, để tìm hiểu về cái thế giới bên ngoài qua những cái môn học. Nhưng mà nó còn một cái thế giới nữa mà chúng ta cũng phải sống với nó, thế giới bên trong mỗi con người, là những cái cảm xúc, những cái tâm tư, những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình. Và thường thường cái thế giới bên trong nó phức tạp hơn thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài thì có thể là 10 người nhìn cái vấn đề đó thì có thể là nó có thể khác nhau, nhưng có thể nó cũng không quá khác nhau đâu. Nhưng bản thân thế giới bên trong của Hiếu nó sẽ khác với thế giới bên trong của Hùng và khác với thế giới bên trong của mỗi người. Vì vậy khi mà chúng ta Hiếu hồi nãy Hiếu có chia sẻ về giáo dục tính cách á, là giáo dục tính cách thực sự nó không phải là nhiều lắm về cái việc mà dạy con người nhìn về thế giới bên ngoài đâu, mà nó giúp con người nhìn về thế giới bên trong của mình, để thứ nhất là hiểu được những cái suy nghĩ của bản thân mình, những suy nghĩ đó đến từ đâu, nó đến từ người khác, đến từ mình, suy nghĩ gì nên cho đi và suy nghĩ gì nên giữ lại, những cái điều gì là điều quan trọng nhất, rồi hiểu về cái cảm xúc
của chính bản thân mình nữa, rồi hiểu về những cái gì nó là giá trị với mình và nó không có giá trị với mình, và kể cả cuối cùng đó là bạn là ai, bạn muốn làm gì và bạn muốn sống một cuộc đời như thế nào. Nó là những thứ mà đối với Hiếu nó rất là quan trọng, và bạn Hiếu nghĩ rằng là bố mẹ và kể cả Hùng hay là Hiếu hay là những thế hệ thì khi đi qua cuộc đời bị nó bầm dập nhiều rồi á, thì sẽ thấy những điều này đôi khi nó rất là quan trọng hơn. Có thể là trong một số ngữ cảnh thì nó sẽ cần về kiến thức toán lý hóa, nhưng mà trong những cái đời sống hàng ngày á, trong những mối quan hệ của chúng ta, trong công việc và trong cuộc sống thì những thứ nó quan trọng hơn. Tuy nhiên với cái nguồn chảy của giáo dục, của kinh tế và của thời cuộc thì Hiếu chỉ thấy là một bộ phận ngày càng nhiều. Hiếu cũng chưa dám khẳng định nó có là phần lớn hay không, bởi vì đôi khi phần lớn thì mọi người lại nghĩ mình phóng đại. Hiếu chỉ nghĩ rằng là một bộ phận ngày càng nhiều phụ huynh này, thầy cô này, và cứ chạy theo những cái mục tiêu rất là ngắn hạn mà Hiếu hay tạm gọi là mì ăn liền á, nghĩa là con tôi có học cái này nó ra nó được điểm gì, rồi khi nào nó có chứng chỉ này chứng chỉ kia, con tôi có nói tiếng Anh như được như người bản xứ hay không, rồi con tôi có được học sinh giỏi học sinh khá hay không. Tất nhiên nếu mà chúng ta nhìn từng cái thứ một đó thì nó đều tốt cả, bởi vì không có cái gì là tệ về bản chất, nghĩa là từng thứ một đó nó rất là tốt. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là khi mà nó quá nhiều, nó lúc nào cũng là những câu chuyện như vậy và lúc nào cũng là mục tiêu như vậy, nó thành một cái hệ tư duy và tư tưởng, nó làm cho một thầy cô và bố mẹ và kể cả đứa trẻ tập trung quá nhiều về những cái thang đo mà nó chỉ đo cái mức độ hiểu biết của đứa trẻ về thế giới bên ngoài thôi. Câu hỏi đó là liệu đứa trẻ nó có sáng tạo hay không, đứa trẻ đó nó có tính cách bên trong con người của nó hay không, nó có một cái cuộc sống về nội tâm phong phú và dồi dào và sâu sắc hay không á, thì những cái thước đo kia nó không có đo được. Nó không có đo được. Và cuối cùng cái hệ lụy mình Hiếu thấy đầu tiên chính là nó ngay trên đứa trẻ đó. Bởi vì khi các bạn bước ra, các bạn có thể có là học sinh chuyên Anh, học sinh được giải quốc gia, các bạn có thể có những cái điểm số rất là cao. Tuy nhiên nếu mà bản thân bên trong con người của bạn nó không có những cái tính cách, ví dụ như là bạn có phải là một người mà giống như thấu cảm hay không, bạn có phải là một người mà quản lý cảm xúc của mình tốt hay không, bạn có biết mình thực sự là ai hay không, và liệu cái môn bạn đang học nó có thực sự là cái đam mê cả đời của bạn hay không, hay nó chỉ đơn giản là bước vào trường chuyên không biết chọn chuyên gì thôi, chọn chuyên lý đại cho nó xong, đúng không ạ? Thì với những cái thứ mà khi một đứa trẻ mà một học sinh mà không hiểu thực sự thế giới bên trong của mình ấy, thì Hiếu hay nói là các bạn là một thế hệ rất giỏi, được đào tạo để đạt được rất nhiều những mục tiêu, tuy nhiên nó mong manh và nó dễ vỡ. Và đặc biệt với các bạn mà có cái ước mơ bước ra biển lớn và được tiếp xúc với rất nhiều, thì đôi khi cái neo đậu, cái căn tính của các bạn, rồi cái bản ngã của các bạn, bạn là ai giữa một cái thế giới rất là nhiều tạp âm, rất là nhiều tư tưởng, rất là nhiều quan điểm, thì đôi khi nó lại làm cho một bạn ấy cảm giác như là lạc lòi giữa cái biển lớn như vậy. Và khi với những vấn đề nhỏ nhỏ thì không sao, nhưng với những vấn đề mà nó gọi là biến cố hoặc những cái khủng hoảng lớn mà thực ra ở đời một con người thì Hiếu nghĩ là rất khó tránh những điều đó, thì các bạn lại chưa chắc có cái nội lực để các bạn có thể tự giải quyết được những vấn đề đó. Em có thắc mắc anh Hiếu, thật ra là em hoàn toàn đồng ý với anh. Thật ra trong những cái buổi chia sẻ trước của cái trạm giáo dục á, em và các diễn giả khác cũng nói về chuyện là thật ra ngành giáo dục thật ra không chỉ ở Việt Nam đâu, em nghĩ là cả trên thế giới nữa, thì chúng ta dành rất nhiều thời gian cho chuyện là giáo dục một đứa trẻ về thế giới bên ngoài, nhưng mà rất là ít dành thời gian để đứa trẻ nó học để hiểu thế giới bên trong của nó. Nhưng mà em muốn hỏi là tại sao anh lại gói gọn trong hai cái từ gọi là giáo dục với giáo dục tính cách á, mà không phải là giáo dục một cái đứa trẻ mà nó học để nó phát triển cái thế giới nội tâm của nó, mà tại sao mình lại dùng từ tính cách trong cho cái chủ đề này á? Thực ra đúng, tại vì thực ra là khi mà bạn học mà về thế giới bên ngoài đi, qua cả những môn học, thì nó cũng một phần đóng góp lại cho cái thế giới nội tâm của bạn. Bạn hiểu về lịch sử của Việt Nam, bạn hiểu về chính trị của thế giới, bạn hiểu về văn học, thì nó cũng về văn học, về truyện Kiều, về tất cả những cái tác phẩm các bạn học, thì nó cũng một phần giúp cho cái việc xây dựng thế giới nội tâm của bạn. Thì cái giáo dục tính cách nó cũng là một phần giúp cho phát triển cái thế giới nội tâm của bạn. Tuy nhiên để cụ thể hóa hơn, nếu chúng ta chỉ nói chung chung đó là để chúng ta phát triển một cái thế giới nội tâm ấy, thì đôi khi là nó khó để cụ thể hóa thành những thứ mà chúng ta có thể đặt để gọi tên, chúng ta làm nó một cách chắc chắn hơn, chúng ta làm nó có một cách chủ đích hơn.
Thì Hiếu dùng cái chữ tính cách là bởi vì thực ra nó sẽ cụ thể hơn là phát triển thế giới nội tâm thì như thế nào thì chúng ta cũng chưa chắc biết, nhưng dạy cho một đứa trẻ kiên trì và bền bỉ thì nó sẽ dễ để mà người lớn xung quanh cũng có thể biết được nên làm gì với một đứa trẻ. Em hiểu. Và đó là cái gì sao mà Hiếu hay dùng chữ tính cách là như vậy. Nó rồi, dễ hiểu hơn, nó đời thường hơn và nó cụ thể hơn. Có nghĩa là em hiểu là qua cái chia sẻ của anh á, thì em nghĩ là nó có hai cái ý ở đây. Cái ý thứ nhất á, là rõ ràng là ngay cả những cái môn mà giúp cho chúng ta học giúp để hiểu thế giới bên ngoài á, thì nó cũng cần có một cái định hướng mục tiêu để mà qua đó một đứa trẻ nó được kết nối với bản thân nó sâu hơn. Một đứa trẻ nó được thông qua cái chuyện mà học thế giới bên ngoài, nó cũng sẽ hiểu được cái thế giới bên trong của nó tốt hơn. Thì đó là một cái điểm em nghĩ là rất là đáng để chú ý trong cái phần chia sẻ của anh Hiếu. Cái điểm thứ hai nữa là em đang hiểu là anh Hiếu đang cố gắng đưa ra một cái định nghĩa mà nó gần với sự hiểu biết của những cái người làm giáo dục, hay là cũng như là những người làm bố làm mẹ mà đã được thì bởi vì mình muốn gì đó rất cụ thể mà nó phải quen thuộc với mình và mình phải hiểu nó là cái gì. Thì có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là em hiểu là thứ nhất là nhắc nhở những nhà làm giáo dục, nhắc nhở những người làm cha làm mẹ, những người làm anh làm chị khi hướng dẫn cho con em mình á, hướng dẫn cho học sinh của mình á, thứ nhất là hãy dành nhiều thời gian quan tâm đến cái bên trong của đứa trẻ hơn, ngay cả trong những cái môn học để hiểu thế bên ngoài. Thứ hai nữa là phải giúp cho đứa trẻ nó tin tưởng bản thân hơn, giúp trẻ nó nuôi dưỡng cái tính cách riêng của đứa trẻ. Và trong cái quá trình đó thì đứa trẻ nó sẽ được phát triển hoàn thiện bản thân. Thì mình đi sâu một chút xíu về cái tính cách á, thì mình đang nói là mình sẽ có tính cách chung không, mà có tính cách riêng không, để mà mình tạo ra được một cái framework á, một cái khung á, để mà bố mẹ hay là những người làm giáo dục có thể nhìn vào để biết là chúng ta cần phải làm gì á. Thực ra thì tính cách thì nó là có rất nhiều tính cách đúng không ạ? Chúng ta có kiên trì, bền bỉ, có lạc quan, có tò mò, có hy vọng, rồi có thấu cảm, rồi có tử tế. Thì có rất nhiều những cái tính cách. Thì với Hiếu thì khi mẹ Hiếu làm việc về giáo dục thì Hiếu hay chia ra ba cái bộ tính cách. Đầu tiên là cái tính cách mà nói về tư duy, là bạn ấy là có một người mà rất là tò mò, yêu thích việc học tập một cách rất là tự nhiên hay không. Rồi các bạn ấy có lạc quan, có hy vọng hay không, nghĩa là các bạn ấy có cái khả năng mà để có thể tự tìm tòi, tự học hỏi hay không. Cái thứ hai là cái tính cách mà về đối với người khác, là Hiếu nói được là tính cách đối ngoại á, là bạn ấy có quản lý được những cái mối quan hệ xã hội hay không, bạn ấy có cái lòng trắc ẩn hay không, bạn ấy có cái sự tử tế, rồi bạn ấy có thể là giống như là biết trân trọng những điều mà những người khác làm cho mình ấy. Thì đó là cái tính cách về mặt đối ngoại. Về mặt đối nội á, thì nó có những cái ví dụ bạn ấy có bền bỉ hay không, có kiên trì hay không, có quản lý được cảm xúc của mình hay không. Đó là ba cái bộ tính cách mà thực ra nó cũng là nghiên cứu của giáo dục thôi. Thì khi mà họ đến các trường học và họ quan sát rất nhiều học sinh qua một thời gian khá là dài, có khi là cả một cấp học hoặc là 5-10 năm ấy, thì họ thấy rằng là với những bạn mà có cái bộ tính cách tư duy mạnh ấy, thì các bạn là những cái người mà giống như là dù không có điều kiện học tập tốt, các bạn vẫn sẽ học tập tốt, bởi vì các bạn lúc nào cũng tò mò, cũng lạc quan, cũng suy nghĩ tích cực, thành ra các bạn luôn hướng đến những cái để khai mở tri thức của mình. Thì đó là cái mà chúng ta hay nói là học nữa học mãi á, là cái đặc điểm của cái bộ tính cách này. Với những cái bạn mà có cái bộ tính cách đối ngoại tốt ấy, thì là các bạn mà có thể là các bạn sẽ rất khá là hạnh phúc, bởi vì các bạn có những cái mối quan hệ xã giao rất là tốt với bạn bè, với thầy cô, có những người bạn thân chí cốt để các bạn có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Rồi những cái công việc của các bạn trong xã hội cũng sẽ được nhiều người hỗ trợ hơn, bởi vì bạn có cái tính cách mà nó làm hài hòa và bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi vì bạn trân trọng những gì điều mình có. Thế là còn cái bộ tính cách mà đối nội á, thì Hiếu hay đùa đó là bộ tính cách về vượt khó. Có nghĩa rằng là bạn ấy kiên trì, bền bỉ, bạn ấy quản lý được cảm xúc của mình. Thành ra dù bạn ấy sống trong một cái môi trường nó rất là giàu sang, nó có rất nhiều đặc ân, hay là trong một cái trường học mà nó rất là sạch sẽ, thì bạn ấy vẫn có cái ý chí, cái bền bỉ để có thể bạn ấy hiểu được là cái mục tiêu của mình là gì, bạn ấy phấn đấu hết cùng vì nó. Thì với những cái bộ tính cách đó, thì thật ra nếu mà giáo dục mà chúng ta xây dựng được một cái môi trường giáo dục, dù là ở trường, ở nhà hay trong xã hội mà tốt ấy, thì chúng ta cũng lưu ý là làm sao để có thể giúp các bạn học sinh có được cả ba bộ tính cách đó. Tất nhiên không phải là 10 trên 10 ở một bộ tính cách, nhưng các bạn được
được trải nghiệm, được chia sẻ, được nói chuyện, được dạy dỗ, được định hướng, được được chỉnh, được nắng để các bạn có những cái bộ tính cách như vậy. Bởi vì Hiếu nghĩ rằng cuối cùng Hiếu hay nói đùa với học sinh đó là thầy có thể dành một năm 36 tuần để dạy các bạn chỉ là tiếng Anh, toán, tiếng Anh, ngày nào 60 tiết cũng là tiếng Anh khác, thầy chắc chắn là tụi con sẽ tốt, nhưng mà 10 năm sau có thể là tụi con quên hết 50% những gì thầy dạy rồi. Đúng chưa? Thầy thay vì vậy thì thầy sẽ dành một số tuần, và trong một tiết học 60 phút thì thầy sẽ dành khoảng chừng 10-15 phút để nói chuyện về tính cách với tụi con, để cho tụi con trải nghiệm và tụi con nhìn về cái thế giới bên trong của mình, để hiểu rằng là ở tính cách nào con đang lỏng lẻo và tính cách nào con cần xây dựng. Thì thầy nghĩ rằng đó là cái món quà mà có thể là 20 năm sau con sẽ không bao giờ quên, bởi vì nó đã nằm trong con người của con rồi. Thì anh nghĩ rằng là thực ra tính cách riêng đó là chỉ đơn giản là với Hiếu thì nó có những cái tính cách đó, còn tất nhiên là mỗi nhà, mỗi gia đình thì lại có một cái quan điểm khác nhau. Thì có thể họ bảo là nhà tôi thì có thể không cần đứa trẻ phải có tính cách này, mà tôi phát triển tính cách kia hơn, thì đó là cũng là sự lựa chọn của những người lớn muốn trao cái gì cho một đứa trẻ thôi. Thì anh nghĩ là như vậy. Chứ còn thực ra thì tính cách nó là những cái chung, và chúng ta có xây được cho một đứa trẻ hay không, thì nếu xây được cho một đứa trẻ A thì cũng có thể xây được cho một đứa trẻ B. Thì đó là cái quan điểm của Hiếu là như vậy. Yeah. Em khi phần chia sẻ của anh Hiếu á, thì em lại tiếp tục đẩy ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là em có cảm giác là nó có thể gói gọn trong cái chuyện gọi là phát triển trí thông minh cảm xúc. Tại sao anh Hiếu lại không dùng cái khái niệm phát triển trí thông minh cảm xúc, mà lại dùng từ tính cách cho để mình đào? Thứ hai á, là em muốn hỏi là nãy giờ em đang hiểu là đây là những cái em thấy những cái nhóm tính cách đó rất là hợp lý, có nghĩa là đặc biệt nó rất là phù hợp cho một cái xã hội mà nó đang phát triển nhanh chóng như vậy, thay đổi rất nhanh. Phải nói là một xã hội nó thay đổi nhanh đến mức độ là mình nó bất định về tương lai luôn á. Và đặc biệt là cái chưa kể nó là có sự thay đổi rất lớn của xã hội về cái mức độ gọi là exposure, nghĩa là mức độ một người trẻ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thì rõ ràng là những cái tính cách như là quản lý cảm xúc cá nhân nè, rồi quản lý mối quan hệ bên ngoài nè, rồi cái cách nhìn mọi thứ tích cực nè, bền bỉ nè, em thấy nó rất là thiết thực. Nhưng mà em cũng có thắc mắc là vậy những cái chuyện phát triển những tính cách riêng thì sao, và trong trường hợp một đứa trẻ mà nó rất là tốt trong cái chuyện gọi là phát triển cái trí cảm xúc bên trong nó đối nội, nhưng mà gặp rất là nhiều khó khăn khi mà bước ra một cái vòng tròn của thế giới bên ngoài. Em ví dụ đi, em nói bản thân em đi, em nhận ra là mình là người rất là thoải mái trong cái chuyện là nói chuyện với một cái vòng tròn nhỏ, nhưng mà khi em đứng trước một đám đông mấy trăm người á thì em thấy không thoải mái. Có nghĩa là mình vẫn có thể làm được, bởi vì những cái kỹ năng mình học, những cái kiến thức mình học và cái nền tảng tri thức của mình á cho phép mình làm điều đó. Nhưng mà sau khi á, cái mỗi lần mà em đứng một cái đám đông mà khoảng mấy trăm con người á, thì em luôn cảm thấy là em bị cạn năng lượng. Nhưng mà khi em mà gặp một cái nhóm nhỏ thôi á, thì em thấy là cái năng lượng của mình lúc nào nó cũng đầy đủ, lúc nào nó cũng không ngừng tiếp tục á. Thì đó em mới xác định được cái phương hướng là em không phù hợp làm diễn giả, em không phù hợp làm kiểu một cái public coach, có nghĩa là một người huấn luyện đám đông. Nhưng em lại là phù hợp để dạy, giống như cái cách lựa chọn trong cái định hướng giáo dục của em á, là rất là tập trung vào những cái giáo dục mà nó những cái nhóm học sinh mà em gọi là nhóm số ít, những cái bạn mà có những cái đặc điểm về thiên hướng, về tính cách, về tài năng, về phẩm chất riêng. Bởi vì trong cái vòng tròn nhỏ đó, em có khả năng hiểu được các bạn, tiếp xúc với các bạn, giúp các bạn phát triển tốt hơn. Nhưng mà em biết là mình sẽ làm việc đó không hề tốt khi mình ra ngoài, giống như em cảm đó, giống như con đường của em và con đường của anh Hiếu chọn là khác nhau á. Đó. Tại sao mình kể cái ví dụ này, tại sao em kể cái ví dụ này? Bởi vì em nghĩ là mình phải làm rất là rõ cái khái niệm đó, bởi vì em không muốn mình tạo ra một cái tick box again. Tại vì em nghĩ trong những cái vấn đề của giáo dục ngày hôm nay á, một đứa trẻ nó học quá nhiều thứ luôn. Bởi vì mình các bậc nhà giáo dục và các bố mẹ vì quá lo lắng, quá hoảng sợ, nên mình sẽ tạo ra rất là nhiều cái mục là con cần phải học tất cả những cái mục này. Thì em cũng rất sợ là nếu mình nói không rõ, mình sẽ tạo ra thêm một cái checkbox nữa, xong mọi người lại tiếp tục tích vô. Và đôi khi á, một đứa trẻ nó lại là không,
nó có thể là không có xuất sắc trong cái chuyện như một cái đám đông 500 người, nhưng nó là cực kỳ xuất sắc trong một thế Đúng rồi. giới nội tâm của nó. Đúng rồi. Đó thì Ừ. về điều đó không sai đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Thật ra câu hỏi là thú vị, nó cũng giúp cho mình có thể làm rõ hơn cái ý của mình hồi nãy. Thực ra là mình không khác gì Hùng đâu, mình cũng là một chắc là tạm thầy bó xin bo một tí xíu thì chắc là Hùng là người đối nội nhiều hơn, người là giống như là hướng nội nhiều hơn, introvert đúng không? Bởi vì bản thân Hiếu, mọi người cứ hay thấy Hiếu xuất hiện rất là nhiều nơi, thì và kiểu như ăn nói thì mọi người cứ nghĩ mình là người hướng ngoại, nhưng thật ra về mặt bản tính Hiếu là người hướng nội từ bé và rất là rõ, và càng ngày thì cái tính hướng nội nó càng mạnh hơn rất là nhiều. Vì vậy cái người hướng nội thì với họ năng lượng và sự bình yên nó đến từ một cái nhóm nhỏ, hay đôi khi là tĩnh tâm một mình làm việc. Còn cái như như Hùng chia sẻ là cái việc bước ra đám đông đó là cái nhu cầu của công việc, và đó thì nó là kỹ năng chứ nó chưa hẳn là tính cách. Tức là mình không có cái tính cách của người hướng ngoại, nhưng mình có thể đào tạo để và tập luyện để có những kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Nhưng mà nếu cho sự lựa chọn, ví dụ như là ngày hôm nay mà không 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 lên nói chuyện với Vietcetera và biết là có sẽ rất nhiều người sẽ xăm soi mình á, thì sẽ chọn tĩnh lặng trong một góc nào đó ở quán cà phê và tận hưởng cái không gian trong đầu óc của riêng mình. Thì Hiếu nghĩ rằng là thực ra cái mà Hiếu chia sẻ vừa nãy đó chỉ là những cái để mọi người lưu ý. Còn thực ra khi mà cảm hiểu đó là mỗi bạn thì nó sẽ có một cái gọi là cái personality, là cái tạm gọi là nó là những cái của riêng của bạn ấy. Thì với Hiếu ấy, thì nó có thể là khi mà chúng ta lưu ý, có nghĩa rằng là khi chúng ta nhìn 10 đứa trẻ, ví dụ như Hiếu dạy có 10 bạn học sinh trong lớp đi, thì không phải là 10 bạn đều phải đạt được tất cả, ví dụ là 12 tính cách đó, và bạn nào cũng phải đạt được cái chuẩn sàn là 8 trên 10. Đó không phải là cái quan điểm của Hiếu, mà Hiếu nghĩ là nó có những tính cách như vậy, vậy thì với một bạn như thế thì bạn ấy đang đang là con người như thế nào. Ví dụ bạn ấy là cái người mà như Hùng nói là rất thích sống trong cái thế giới của mình, là một người hướng nội, thì mình làm sao để mình tạo những cái điều kiện để mình ươm dưỡng, để mình khai thác những cái thế mạnh của cái người hướng nội, là cái tiếp người mà suy nghĩ này, phản tư này, sáng tạo này, và họ 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 rất hạnh phúc với cái việc ngồi một mình và cày cấy những cái suy nghĩ của mình, và họ thường thường là những người cũng quản lý cảm xúc cá nhân của mình khá là tốt, đúng không ạ? Thì mình tạo những cái cơ hội giáo dục và điều kiện cho các bạn ấy. Tuy nhiên mình cũng xem thử là nếu mà cái tính cách đó nó đẩy mạnh quá, ví dụ như một người mà hướng nội mà cuối cùng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng hỏi bạn là con ơi con có chơi với bạn nào khác không, thì bảo là cũng không chơi với bạn nào khác cả, thì nó là cái điểm mù đúng không? Giống như một cái liều vitamin mà chúng ta cho uống vừa vừa thì nó tốt, uống nhiều thì nó cũng tốt, nhưng mà uống quá nhiều thì nó bằng bội thực. Thì mình hiểu rằng là với mỗi cái bạn 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 trẻ, một một đứa trẻ, thì với những cái thế mạnh của tính cách của bạn ấy mà nó theo cái thiên hướng của bạn ấy, thì chúng ta làm sao để khai thác để nó phát triển và nó gặt hái được những cái gọi là những cái lợi ích của nó. Tuy nhiên chúng ta cũng xem là chúng ta có thể chặn, nghĩa là không để nó gọi là nó thành chiếm trọn cái cuộc sống của các bạn, và mình xem thử là bạn ấy không nhất thiết là ngày nào cũng ra nói trước đám đông đúng không, nhưng mà lâu lâu cho bạn ấy ra nói trước đám đông một tí xíu để rèn luyện cái kỹ năng của các bạn. Nghĩa là Hiếu sẽ, nếu mà Hùng là học trò của Hiếu, thì Hiếu sẽ không có nhu cầu nhào nặn Hùng thành một người hướng ngoại là ngày nào cũng mang Hùng ra nói trước đám đông hết, nhưng mà Hiếu sẽ vẫn tôn trọng và tạo những cái điều kiện giống như cho chất dinh dưỡng và cho cái mảnh đất để Hùng được phát triển những cái tính cách đối nội của mình. Tuy nhiên Hiếu là vai trò người thầy hoặc là người bố sau này của một đứa trẻ đi, thì Hiếu sẽ cho Hùng tiếp xúc với những cái mối quan hệ bên ngoài để hiểu rằng là nó có một thứ mà chúng ta phải khơi mào, hay là Hùng nói là exposure, nó phơi nhiễm. Tuy nhiên cái mức độ phơi nhiễm mà mức độ phát triển nhiều hay ít, đúng như Hùng nói là nó tùy thuộc vào cái đặc điểm của mỗi con người nữa, chứ chúng ta không thể nào quay ra câu chuyện là 10 đứa trẻ phải có được 10 tính cách này và tính cách nào nó phải 9 trên 10, thì nó lại quay lại một câu chuyện của giáo dục theo kiểu nhà máy ấy, sản xuất ấy. Nó không có công thức như vậy, mà Hiếu nghĩ nó như mực nước sông ấy, chỗ lên chỗ xuống. Thì đó là cái cách nhìn của Hiếu về cái giáo dục tính cách cũng như là với những cái thứ khác. Nếu như vậy em có thể hiểu là thật ra tại vì mình tại sao mình không bàn tới cái chuyện là phát triển kỹ năng mình cảm xúc. Thật ra em nghĩ là mình đang nói về một trong những cái outcome á, đúng không anh? Có là cái thành quả, có là khi một đứa trẻ nó học nó thì nó hình thành những cái tính cách, thì mình sẽ giúp giáo dục đúng á, mình sẽ giúp cho một đứa trẻ biết được là bé có giống tính cách như thế nào, và từ đó bé sẽ biết được cái điểm mạnh điểm yếu của từng cái tính cách đó, và cái hướng mà bé có sự mình sẽ đưa ra một cái sự hướng dẫn để cho bé biết là nếu mà con muốn khắc phục thì đây là cái cách khắc phục nè,
con và nhưng mà đồng thời con cũng có cái quyền được biết là à con có quyền tập trung vào điểm mạnh trong cái tính cách của con để con có một cái lựa chọn về về cuộc sống của con, về nghề nghiệp của con, về công việc của con để mà nó phát huy được cái điểm mạnh của tính cách đó. Và mình xem những cái còn lại giống như là kiểu như kỹ năng học kỹ năng bơi hay là kỹ năng lái xe đó thì mình xếp vào cái nhóm gọi là đây là những nhóm tính cách, những nhóm kỹ năng mang tính chất là sinh tồn. Thì mình hoặc có thể không cần phải giỏi nhưng mình phải biết, mình phải có cái trải nghiệm để khi mình bị đặt vào cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ biết cách phản ứng và mình sẽ biết cách thích nghi và nó và em tin rằng trong cái quá trình đó thì mình cũng sẽ học được hiểu bản thân mình hơn. Giống giống như cái câu chuyện của em vậy đó, có là sau khi mà em đã từng đứng ở một vài cái sự kiện mấy trăm con người thì em cũng biết rằng thật ra mình vẫn làm tốt nhưng mà mình biết rồi đó không phải là lựa chọn của mình và mình càng rõ hơn được cái khuynh hướng tính cách của mình càng rõ hơn được cái khao khát cái mong muốn mình là mình biết được à đây là thế giới của mình nè, đây là con đường của mình nè và lúc đó cái sự tự tin nội tại á nó được mới được hình thành. Rồi nếu như em hỏi tiếp á là vậy đâu là những tính cách á mà thuộc về là dạng là bắt buộc phải có trong trong cái hoàn cảnh hiện tại? Câu hỏi rất là thú vị. Thực ra là cái này thì đối với Hiếu thì thực ra là nó tất cả mọi thứ nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi, đặc biệt là trong cái ngành khoa học xã hội. Khoa học tự nhiên thì cũng có thể là ngày nay đúng, có thể 10 năm sau nó vẫn có thể là không đúng, đúng không ạ? Thì với khoa học xã hội nó cái tính tương đối nó càng 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 mạnh hơn rất là nhiều. Thì Hiếu cũng dựa trên những cái nghiên cứu về giáo dục khoa học cũng như là những cái quan sát cá nhân của Hiếu thôi. Thì dù mà bạn mỗi bạn chọn một con đường, có thể con đường là học về làm về nghiên cứu khoa học, những cái học thuật đúng không ạ, có thể chọn con đường những con người mà họ mang tính chất xã hội nhiều hơn như là công việc của Hùng chẳng hạn, có những bạn thì có thể theo thể thao nghệ thuật, những cái ngành mà người ta sáng tạo, hay có những người thì thuần là về sẽ là kinh doanh, ra mở một cái cửa tiệm xong rồi kinh doanh rồi phát triển nó lên thành một cái đế chế ví dụ như vậy đi. Thì có những cái mà giáo dục khi họ nghiên cứu thì họ thấy rằng là thực sự là rất là cần, và chúng ta có thể lựa chọn những cái thứ khác nhưng mà cái này là cái mà mình có thể cần cân nhắc. Thì một cái mà nó nhảy trong 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 đầu của Hiếu và Hiếu cũng rất muốn dạy cho học sinh của mình 100% học sinh đó là dù bạn ấy theo đuổi cái gì thì cái đầu tiên là cái kiểm soát bản thân. Bởi vì thực ra cái kiểm soát bản thân đây nó đi từ những cách rất đơn giản thôi. Một bạn trẻ có thể kiểm soát bản thân của mình là không nên ăn quá nhiều kẹo ngọt trước khi ăn cơm không này, đúng không? Hoặc là đến là một tí xíu thì bạn ấy có thể kiểm soát bản thân ở mình ở chỗ là hãy học bài hết đi rồi mới lên trên mạng xã hội, chat chít rồi rồi TikTok rồi video. Nghĩa là Hiếu không có chê pha những cái thứ đó nhưng mà đó là những cái mà cần kiểm soát ở ở chừng mực. Rồi lớn lên một tí xíu đó là chuyện là kiểm soát bản thân mình khỏi những cái cám dỗ và những cái sự phân tâm, cám dỗ và sự phân tâm nhất thời và tạm thời, nó là mình quên đi cái việc nhiệm vụ quan trọng hiện tại của mình là gì, và kể cả những sự cám dỗ và sự phân tâm trong những cái mục tiêu dài hạn của mình nữa. Thì cái self control ấy, cái kiểm soát bản thân mình khỏi cái sức cám dỗ của những thứ xung quanh, nó là một cái điều rất là quan trọng. Nó giúp cho con người là biết ưu tiên hóa được trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm, trong một giai đoạn thì đâu là những cái mối ưu tiên mà bạn nên tập trung thời gian của mình vào, và những cái thứ khác nó nhảy qua mặt là biết cách là gạt nó qua. Nghĩa là giống như là chờ tôi xong việc đã rồi mới nói chuyện kia tiếp. Thì cái self control đó khi mà họ và nó dựa trên những nghiên cứu từ Stanford, có nghĩa là khi mà những đứa trẻ từ 5, 6 tuổi và họ theo dõi những đứa trẻ đó suốt một chặng đường rất là dài, nghĩa là những đứa trẻ lớn lên trong một cái môi trường như nhau chứ không phải con nhà giàu con nhà nghèo, rồi bố mẹ cũng đều là có những công việc như nhau, tài chính gia đình cũng như nhau, học trong cùng một trường, nhưng mà cái sự khác biệt mạnh nhất của những đứa trẻ này là giữa những đứa trẻ có thể kiểm soát bản thân mình khỏi những cám dỗ của kẹo ngọt và những đứa trẻ là cho kẹo ngọt lại ngay, không cần không 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 biết chờ đợi là gì. Thì sau rất là nhiều năm thì cái những cái bạn nhỏ mà kiểm soát được bản thân mình ấy, các bạn ấy ở lại trường học lâu hơn, các bạn ấy vào những trường tốt hơn, điểm số các bạn cũng tốt hơn, các bạn ra đời làm việc cũng thành công hơn, những công việc các bạn ấy chọn nó cũng thành công hơn, và không chỉ thành công mà các bạn hạnh phúc hơn. Là các bạn biết kiểm soát bản thân mình như Hùng nói cũng có thể là cái quản lý cảm xúc, nhưng mà nó còn là kiểm soát bản cái suy nghĩ của mình khỏi những cái cám dỗ chứ không chỉ là cảm xúc không. Thì Hiếu nghĩ rằng đó là cái mà Hiếu rất muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa là cái kiên trì và cái bền bỉ mà cũng như là Angela Duckworth mà cái cô mà diễn giả của cái Grit ấy, cái tích lũy đòn cũng đã nghiên cứu rồi. Thì với Hiếu cái kiên trì bền bỉ để có thể là đạt một cái mục tiêu lâu dài
của 2 năm, 3 năm, 5 năm và thực sự phấn đấu vì nó, thì Hiếu thấy rằng kể cả khi mà Hiếu làm việc với các bạn sinh viên ra trường và mình phỏng vấn, thì câu hỏi của Hiếu, thực ra là, câu hỏi của Hiếu đó là em muốn đi làm là 5 năm, 5 năm hay 10 năm nữa, em muốn mình là ai á, không phải để cho các bạn có cái tham vọng và dấy lên cái lòng tham, mà là đơn giản là bạn có một cái mục tiêu hay không, mà khi bạn có một cái mục tiêu mà bạn đủ kiên trì để chiến đấu mục tiêu đó thì bạn sẽ phát triển nhanh hơn những người khác. Thì nghĩa là cái sự kiên trì bền bỉ đối với Hiếu nó là cái quan trọng. Cái thứ ba nó hơi đặc thù trong cái xã hội ngày nay một tí xíu, là cái tinh thần lạc quan và tích cực. Vì sao Hiếu lại nói nó đặc thù trong xã hội ngày hôm nay? Bởi vì như Hùng nói là cái thế giới nó phát triển quá nhanh và nó có quá nhiều vấn đề đúng không ạ? Đấy, như một Covid là một cái trận đánh toang rất là nhiều người. Mà vấn đề như Hiếu nói là vấn đề nó không bao giờ nó ngừng đến cả. Bản chất cuộc sống đã là vấn đề, và trong một cái thế giới VUCA đầy biến động thì vấn đề nó càng nhiều, và nó và khi chúng ta đi càng lớn lên ấy, thì vấn đề nó càng nhiều, và bây giờ có thể những vấn đề mà các mà chúng ta đang đang xử lý nó có thể nhiều hơn những vấn đề bố mẹ, và có thể cái thế hệ của các bạn trẻ em hoặc là con của chúng ta, cháu chúng ta sau này nó sẽ có xử lý nhiều vấn đề hơn. Có thể là Covid nó khủng hoảng nhưng mà sẽ có nhiều nhiều Covid phải nữa. Thì cái việc mà nuôi dưỡng cái tinh thần lạc quan và tích cực để có thể xử lý những cái áp lực mà các bạn đang gặp phải trong trường học, trong gia đình và trong cái bối cảnh xã hội chung quanh, cũng như những vấn đề các bạn gặp từ lâu về già, và luôn tìm ra những cái giải pháp trong những cái tình huống mà gọi là khó khăn và trở ngại nhất. Thì với Hiếu đó là cái mà cá nhân của Hiếu. Có thể Hiếu chưa đọc một cái nghiên cứu nào nói đó là một cái điều rất là then chốt. Hiếu đọc đọc những nghiên cứu là chứng minh là cái việc kiểm soát bản thân và kiên trì bền bỉ là những một trong những yếu tố then chốt và quan trọng nhất. Bản thân Hiếu chưa đọc cái nghiên cứu nào về về lạc quan và tích cực, nhưng Hiếu muốn gửi gắm một cái suy nghĩ cá nhân của Hiếu là cái sự lạc quan tích cực nó rất là cần, đặc biệt là khi mà Hiếu dạy các bạn học sinh, thì một trong những cái mà Hiếu muốn hướng các bạn đến là lúc nào cũng hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan trong những tình huống để giúp cho các bạn có thể là vượt qua được những cái khó khăn đó. Thì đó với Hiếu là những cái mà trong suy nghĩ cá nhân của Hiếu nó là quan trọng nhất. Dạ, yeah, em rất là cảm ơn anh Hiếu. Nói tiếp đi cái ý là cái ý lạc quan tích cực á, thực ra anh Hiếu nhắc em nhớ là chắc là trong cái series mùa đầu tiên này phải nói đến một cái chủ đề gọi là giáo dục sức khỏe tinh thần. Đó là một cái chủ đề mà em thấy đúng là mình đang thật sự là gần như là vắng bóng trong giáo dục Việt Nam đúng không anh Hiếu? Và tại sao mình thấy được rất cái mức độ depression trầm cảm rất là lớn khi một đặc biệt đứa trẻ khi nó rời khỏi gia đình đó. Em ở thời phổ thông thì thật ra cuộc sống của một đứa trẻ nó rất là đơn giản, đó là cộng đồng xung quanh, đó là nhà trường học, đó là nhà. Nhưng khi bước ra thế giới bên ngoài thì mọi thứ nó rất khác luôn, nó rất khác luôn. Và lúc đó đối mặt với quá nhiều nỗi sợ, đối mặt với quá nhiều không biết đúng sai là như thế nào. Đó thì cái bản lĩnh, cái sức khỏe tinh thần cho nên rất là quan trọng. Thì em muốn hỏi á, như nếu như vậy á, thì cái có phải là khi mà mình phát triển được tính cách tốt á, thì nó có kết nối gì với cái sức khỏe tinh thần không? Và hay là hay mình nên đào tạo sức khỏe tinh thần trước, xong rồi mình mới và từ đó mình mới hình thành và nuôi dưỡng tính cách. Thực ra thì tất cả những thứ này nó đều liên quan đến nhau hết. Thực ra là để nói là cái gì trước cái gì sau cũng rất là khó đúng không ạ? Tất nhiên là nếu mà bạn có một cái tính cách tốt thì bạn sẽ học tập tốt. Bạn sẽ đạt được những cái thành tựu trong học tập của bạn khi mà bạn kiên trì bền bỉ, bạn quản lý cảm xúc của mình, bạn bớt kiểu như là sốc nổi hơn thì bạn cũng sẽ học tập rất là tốt. Và mà khi bạn quản lý tính cách tốt thì bạn sẽ giống như làm việc với người khác tốt, thì nó cũng sẽ giúp cho bạn có một cái đời sống tinh thần, với là có chuyện buồn thì alo mày ơi cho ta nói chuyện một tí xíu, hoặc là bố mẹ ơi con muốn trả lòng với bố mẹ, thì tất cả mọi thứ nó đều liên quan đến nhau hết. Thì Hiếu nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta nhìn về cái việc phát triển của giáo dục đúng không, chúng ta cho các bạn ấy kiến thức, chúng ta cho các bạn ấy kỹ năng, chúng ta cho các bạn ấy cái tính cách, thì cuối cùng nó cũng đóng góp cho cái sự phát triển về mặt tư duy của các bạn, về mặt sức khỏe tinh thần của các bạn thôi. Thì đó là cái nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều là quay lại, cuối cùng nó xây dựng cái khả năng tư duy của một con người và cái well-being ấy, thì Hiếu nghĩ là tất cả mọi thứ nó sẽ đều dẫn về cái sức khỏe tinh thần thôi. Nhưng mà ý là ngoài ra thì có những cái việc mà cái phát triển sức khỏe tinh thần của một con người thì nó không chỉ đơn thuần là chỉ có tính cách mới có thể phát triển sức khỏe tinh thần của một con người, đúng không ạ? Có thể là các bạn ấy có những cái môi trường, đôi khi các bạn ấy chỉ được nghe một bản nhạc hay chẳng hạn, nó cũng chưa chắc là phát triển tính cách gì, nhưng nó cũng bồi bổ cho sức khỏe tinh thần của bạn ấy. Hoặc đôi khi các bạn ấy được ngủ thôi
đúng không ạ? Nghĩa là được được ăn không 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 ăn quá nhiều đồ ăn, nó có nhiều cái chất độc hại. Các bạn được ngủ đủ giấc một một ngày 8-9 tiếng một đêm chẳng hạn như vậy, thì nó cũng giúp cho sức khỏe tinh thần của các bạn. Hoặc đôi khi chỉ là bố mẹ dành thời gian ăn cơm cùng với con chẳng hạn như vậy, nó cũng chưa hẳn đã xây dựng cái tính cách gì chắc chắn hay là gọi là rõ ràng, nhưng mà nó cũng đóng góp cho sức khỏe tinh thần của các bạn. Thành ra Hiếu nghĩ rằng là những cái này nó đối với Hiếu nó không có trước sau, cũng không có either or là hoặc, mà nó là both and, là và thì nó cứ đa nguyện như vậy, thì nó sẽ giúp cho một cái đời sống của một đứa trẻ được phát triển về tư duy, được phát triển về tính cách, và xung quanh nó vẫn có những cái trải nghiệm, những cái tình huống, những cái con người để nó góp phần xây dựng cái đời sống tinh thần và sức khỏe tinh thần của bạn ấy. Thì Hiếu nghĩ rằng nó là không có đặt trước sau được, mà nó nên đi cùng với nhau và nó xuyên suốt. Hiếu không nghĩ là chỉ có một giai đoạn dừng đâu, mà nó xuyên suốt cả cuộc đời của con người. Giống như có những tính cách bây giờ bản thân Hiếu cũng phải trị cái tính cách của mình chẳng hạn, mà muốn phát triển thêm, và mình cũng phải là chăm lo cho đời sống sức khỏe tinh thần của mình. Thì Hiếu nghĩ rằng nó là những thứ mà song hành với nhau. Em sẽ mượn tiếp cái ý mà anh Hiếu chia sẻ đầu buổi á, đó là bởi vì mình phải đưa ra cái định nghĩa gì đó mà mọi người dễ hiểu, dễ hình dung, và mọi người có thể có được một cái kế hoạch hành động á. Thì nãy giờ em hoàn toàn đồng ý với anh luôn, là thật ra là vừa là phát triển trí thông minh cảm xúc nè, không là phát triển tính giáo dục tính cách nè, giáo dục sức khỏe tinh thần nè, thật ra những thứ đó nó nên cùng nhau diễn biến. Nhưng mà bởi vì mình phải cố gắng đúc kết ra một cái gì đó nó giản dị hơn, mà để cho phụ huynh có thể tiếp cận được á, những nhà giáo dục có thể tiếp cận được á, thì em có hỏi là nó có phải là nó xuất phát từ cái chuyện gọi là mình nên dành rất là nhiều thời gian để giáo dục đứa trẻ hiểu về bản thân và tin tưởng vào bản thân không? Tại em nghĩ là khi nó hiểu về bản thân nó hơn á, khi nó tin tưởng vào bản thân á, thì tự nhiên những vấn đề khác á nó sẽ có thời gian để nó học hỏi. Và em tin rằng á, là cái không có ai học giỏi hơn chính bản thân đứa trẻ đó hết á. Không, cũng đúng. Bây giờ mình tạm nói là ví dụ như là hôm vừa trước có một người hỏi với một câu hỏi rất là thú vị, đó là vậy thì tại vì Hiếu có một cái buổi chia sẻ về leadership và lãnh đạo với các thầy cô và các nhà lãnh giáo dục quản lý của các hệ thống trường, thì hỏi Hiếu là vậy thì cái triết lý lãnh đạo của anh là gì? Nghĩa là mình có rất nhiều triết lý lãnh đạo đúng không? Có thể là lead by example, lãnh đạo bằng cách là làm gương, rồi service là phục vụ cộng đồng, rồi rất nhiều đúng không? Rồi có thể là lead là coaching, lead là mentor, nghĩa là lãnh đạo là phải coach, phải mentor, phải hướng dẫn, nghĩa là rất rất nhiều, và cái nào nó cũng hay hết. Thì hồi suy nghĩ thì Hiếu quay lại một trong những cái triết lý lãnh đạo đầu tiên của mà con người chúng ta, mà nền văn minh nhân loại để ra, chính là cái cụm từ là know thyself, là cái thyself là cái từ cổ của yourself ấy, nghĩa là biết bản thân của mình. Nghĩa là một người lãnh đạo mà không biết bản thân của mình thì chưa chắc là lãnh đạo được người khác. Thì Hiếu nghĩ là tất cả mọi thứ như Hiếu nói từ đầu ấy, là tìm hiểu về thế giới bên ngoài để cuối cùng hiểu về thế giới bên trong của chính mỗi người thôi. Thì Hiếu nghĩ rằng là tính cách hay là cảm xúc hay là suy nghĩ của bạn, nó đều là biết về bạn. Bạn người sinh ra là người hướng nội hướng ngoại, đúng không? Giống như là nếu mà Hùng không biết rõ về Hùng, năng lực của Hùng đến từ đâu, mà bị cái dòng xoáy của bố mẹ, thầy cô, nhà trường, công việc nó cuốn mình theo làm công việc hướng ngoại, thì Hiếu nghĩ là Hùng sẽ bị đốt cháy rất là nhanh, và đôi khi có thể về hưu sớm bởi vì nó dội áp lực nhiều quá. Thì nghĩa là tất cả mọi thứ là giúp cho chúng ta hiểu về chính bản thân của mình. Ví dụ là bạn một đứa trẻ đó thì tính cách bạn ấy như thế nào, con người bạn ấy ra sao, khả năng học tập của mình là gì, bạn ấy thích cái gì, thời gian nào là thời gian bạn ấy cảm thấy hạnh phúc nhất, rồi công việc nào là công việc bạn ấy cảm thấy là bình an nhất, và những cái kia là những cái mà có thể là bạn ấy không giỏi, cái thiên hướng cá nhân, và tự nhiên các bạn ấy nó không hướng về điều đó, nhưng chúng ta có kéo các bạn ra để tiếp xúc cũng chỉ hiểu rằng là để cho các bạn ấy kỹ năng thôi, nó không phải là cái thay thế những cái gọi là có sẵn trong con người của bạn ấy. Thì thực ra là một phần là do gen di truyền, một phần là do giáo dục và trải nghiệm. Thì Hiếu nghĩ rằng là đúng là tất cả mọi thứ để cùng biết một bạn trẻ, mình biết mình là ai và mình biết mình có điểm mạnh, điểm yếu gì, mình sẽ khai thác điểm mạnh đó như thế nào, và mình sẽ giống như là fix, nghĩa là cải thiện cái điểm yếu một chút nào đó thôi cũng được. Rồi sau đó thì mình sẽ biết mình nên lựa chọn cái gì và mình không nên lựa chọn cái gì. Thì tất cả những thứ đó Hiếu nghĩ rằng đúng là nó cũng là về biết bản thân con người của mình thôi, nhưng nó không hề dễ. Nói thì rất là dễ thôi, nhưng nó không hề dễ. Có những người đi tận cuộc đời chưa chắc đã biết bản thân mình, đúng không? Có những người mới ra trường rồi trải nghiệm vài năm đã tìm được cái con đường mình đi, đó là sứ mệnh cuộc đời của mình mà.
đó là sứ Đúng mệnh rồi. của cuộc đời của mình là Là phải biết mình là ai vậy thôi, và biết bản thân của mình, thì Hiếu nghĩ đó là cái mục đích. Cũng như Hùng nói là nó là những cái thứ kia, nó cũng chỉ quay lại để phục vụ là biết bản thân mình, để mỗi cái quyết định dù nhỏ hay lớn trong cuộc đời này thì mình có thể quyết định nó vừa vừa bằng lý trí, là mình lý trí là mình biết được cái lợi ích của nó, nhưng cái lý trí đây cũng làm nó có quay lại phục vụ cho cái sự phát triển trong con người của mình thuận theo cái tính của mình hay không. Thì đó là Hiếu nghĩ rằng đó là cái mà mình chia sẻ. Thật ra Hùng hy vọng là những cái nhà giáo dục, những cái bậc phụ huynh, những người làm anh làm chị mà nghe cái section này á, thì mình sẽ được phải có lưu ý ở đây á, cái là mình phải hiểu là sẽ không có những cái khuôn mẫu thành công, sẽ không có những cái checkbox, mà thật sự cái mà mọi người nên chú trọng và dành thời gian cho học sinh, cho con em của mình á, là dành khoảng thời gian để con em họ hiểu bản thân hơn, và mình cũng phải hiểu con em mình, tại vì thật ra nó mỗi đứa trẻ sẽ có cái con đường á, và mình tốt nhất đừng là người gây thêm áp lực. Đúng rồi. Mình quay lại câu chuyện là cái ý thứ ba mà lúc nãy anh Hiếu nói á, là một cái thông điệp anh Hiếu muốn gửi gắm á, đó là sự lạc quan và tích cực á, thì nó có phải là nó quay lại cái ý mà niềm tin vào bản thân không? Anh Hiếu có nghĩa là có thể thực tế là ví dụ như em nói đơn giản đi, ở dịch vừa rồi em không thể thay đổi suy nghĩ bản thân để mình lạc quan được, vì mình biết rõ ràng là mình được đào tạo để dạy trên dữ kiện, mình nhìn trên fact, mình nhìn trên dữ kiện mình thấy rằng có rất nhiều cái sự chaos, có rất nhiều sự hỗn loạn, mất trật tự, mất kết nối ở đây, nó khiến cho phải nói rằng mình thấy là nó có rất là nhiều vấn đề, và mình cũng không biết là cái dịch nó kéo dài bao lâu, mình cũng không biết là thế giới nó sẽ đi thay đổi như thế nào, nên cái cảm giác bất an là tồn tại. Tuy nhiên cái mà giúp cho mình vượt qua được á, đó là cái niềm tin vào bản thân, và mình hiểu à thật ra không, cái vấn đề này nó không phải chỉ cho mình mà cho toàn bộ thế giới, và bây giờ nhưng mà mình tin rằng à mình đã có quá trình thích nghi, mình đã có quá trình làm mới bản thân mình ở trước đó, thì mình cũng sẽ tiếp tục làm mới bản thân mình trong tương lai. Thì cái niềm tin bản thân này á, nó sẽ quan trọng như thế nào, và em rất thắc mắc là cách mà anh Hiếu á, để mà tại vì em biết là anh dạy rất là nhiều bạn học sinh, đặc biệt các bạn du học á, thì khác biệt văn hóa, khác biệt về cách học, khác biệt về lối sống, khác biệt giá trị, khác rất nhiều luôn, và em nghĩ là cái rèn luyện cái sự tự tin vào bản thân á, rất là quan trọng, niềm tin bản thân, self belief á, thì em muốn biết là anh Hiếu đã nuôi dưỡng cái niềm tin bản thân cho học sinh của mình như thế nào. Bây giờ mình nói cụ thể là cấp 3 nha anh Hiếu. Ok, cảm ơn Hùng Hùng rất là nhiều. Thật ra là Hiếu dạy khá là nhiều học sinh, thì đúng là trong tất cả các Hiếu dạy từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cả sinh viên đại học, thì cái đối tượng mà thực sự là khó khó để khó, không phải khó là vì 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 mình khó dạy các bạn đâu, mà khó bởi vì chính mình đôi khi mình không biết nên 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 dạy như thế nào và nên đồng hành như thế nào, chính là đối tượng cấp 3. Cấp 2 thì cấp 1 thì đôi khi ôi cấp 1 thì rất là hồn nhiên vô tư và chỉ có cho chơi và các con nó thích học các tự nhiên đúng không? Cấp 2 thì thường thường là vấn đề về 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 cảm xúc của các bạn bùng nổ về cảm xúc và các bạn giống như là phát triển cái tôi và muốn khẳng định cái tôi nhưng mà chưa đủ năng lực để khẳng định cái tôi, thì giống như là mình vừa vừa dạy vừa dỗ, nghĩa là nó rất là đơn giản. Sinh viên đại học thì thuần là khai mở để giúp các bạn có cái khả năng nghiên cứu, khả năng học tập rồi và các bạn chịu. Nhưng cấp 3 là một cái thế giới mà nó khá là phức tạp và đối với Hiếu thì đặc biệt là với các bạn mà sẽ đi du học, nghĩa là bước từ một nền văn hóa này sang một nền văn hóa khác và mình đặt hỏi là liệu một mình các bạn ấy khi chuyển từ một ngôi nhà này sang một ngôi nhà mà nó khác 180 độ như vậy thì các bạn có thực sự là có thể làm chủ được hay không, hay các bạn sẽ bị cuốn theo nó và đôi khi các bạn là giống như là mất đi cái căn tính của mình ấy, cái bản ngã của mình, và các bạn sẽ đưa ra những cái quyết định mà các bạn sẽ hối tiếc. Thì và cái thế giới nội tâm của cấp 3 nó cũng rất phức tạp, và nếu mà các bạn suy nghĩ, ví dụ cấp 2 đôi khi nó suy nghĩ thế thôi chứ chắc nó đã làm, nhưng cấp 3 thì các bạn suy nghĩ thì các bạn có thể làm. Đấy, ví dụ Hiếu hay đùa với phụ huynh là mấy đứa lớp 6 nó bảo là bố mẹ mà la con nữa là con bỏ nhà ra đi, thì xác suất nó bỏ nhà ra đi ít lắm, chứ nó qua nhà hàng xóm nó ngồi để chơi game rồi xong nó về đến giờ cơm nó về. Nhưng một bạn học sinh cấp 3 mà 11, 12 mà nói một câu đó thì khả năng các bạn bỏ nhà ra đi một hai ngày là chuyện không phải là ít, đúng không? Vậy thì
cái chuyện là vậy thì với Hiếu là trong vai trò người thầy thì Hiếu sẽ giúp các bạn như thế nào? Thực ra nó cũng giống, nghĩa là cái nguyên tắc nó giống với những cái cấp học khác, nhưng mà có thể ở cấp 3 thì nó sẽ đậm đặc hơn. Cũng cái đầu tiên đó là thứ nhất, Hiếu là một người lớn, là người thầy hoặc là người chú hoặc là người mentor tư vấn các bạn, thì đầu tiên của Hiếu là Hiếu phải hiểu các bạn cái đã. Nghĩa là có những cái tiết học mà những cái lớp học Hiếu nhận các bạn ấy trong vòng 3 năm mà gần như là 2-3 tuần đầu, thậm chí 1 tháng đầu á, Hiếu không có dạy gì mấy về mặt kiến thức đâu, mà thực sự dành thời gian để hiểu về các bạn, để chỉ nói chuyện với các bạn thôi. Đối với Hiếu nó là một cái thứ mà nhiều người lớn quên, nhiều thầy cô, nhiều bố mẹ cũng quên cái việc đó đi. Nghĩa là nó phải được dựa trên sự kết nối giữa con người với con người trước. Là đầu tiên là nên dành thời gian thực sự để nói chuyện với các bạn. Hiếu nghĩ rằng bất cứ một cái thành tựu nào của một đứa trẻ, và nó có niềm tin vào nó hay không, thì nó phải có sự kết nối với những người khác để trao đổi, để hiểu về nó, thì để không đánh giá vội nó, để không quy chụp, để không phải có những cái gọi là những cái suy đoán phán xét mà nó vượt quá cái suy nghĩ của nó, thì và nó không đúng với lại con người của nó. Thì Hiếu nghĩ rằng đầu tiên là thực sự dành thời gian trò chuyện. Hiếu hay đùa với các giáo viên đó, là Hiếu gần như sẽ không thực sự dạy được cho đến khi nào mà Hiếu phải hiểu đứa trẻ đó cái đã. Và cái việc đó nó diễn ra rất đậm đặc trong thời gian đầu tiên mà Hiếu nhận một bạn trẻ để đi dạy, và nó vẫn diễn ra liên tục trong suốt quá trình dạy. Bởi vì mình giống như là mình lớn lên cùng cái sự lớn lên trong suy nghĩ và cảm xúc của một bạn nhỏ đó, thì Hiếu nghĩ đó là việc đầu tiên. Thứ hai nữa là như Hùng có chia sẻ, là mình tạo ra rất nhiều những cái cơ hội mà nó gần giống với cái môi trường thật nhất có thể. Nghĩa là có lúc á thì Hiếu dẫn các bạn đi tham quan một cái gì đó, hay đi một cái trại hè, hoặc là cho các bạn một cái thử thách mà nó để mình xem thử cái phản ứng của các bạn ấy trong những trường hợp thế nào. Tất nhiên là nó có những cái vòng bọc an toàn để nó không có những cái rủi ro lớn, nhưng mà như Hùng nói là cái chữ simulation ấy, giả lập, nhưng mà giả lập gần nhất có thể để các bạn ấy thực sự là sống trong một cái tình huống mà nó gần với thực tế, để mình xem cái phản ứng của bạn thế nào, để từ đó mình không phải đánh giá các bạn mà mình cùng lại tiếp tục trò chuyện với các bạn nữa, để xem thử là như vậy thì trong cái việc nhìn lại, mình lại cũng reflect, phản tư lại, thì cái hành xử, cái ứng xử đó của con nó được hay không, nó không được hay không, và để cho các bạn ấy tự nói lên cái phân tích của mình. Và với vai trò người lớn thì mình lại không áp đặt, không phải là conformative, mà là ví dụ nếu là thầy thì thầy sẽ như thế này này, tất nhiên quyền quyết định vẫn là của con thôi. Tại vì thực ra cái cấp 3 các bạn ấy nghĩ rằng các bạn ấy có thể quyết định được, thì mình cũng nên tôn trọng cái việc đó. Thì mình chỉ gợi lên những cái suy nghĩ để mình hướng cái suy nghĩ và cái hướng tích cực hơn một tí xíu, nó lạc quan một tí xíu, và giúp các bạn nhìn nhận bản thân của mình. Và nó cũng là cơ hội để chính các bạn nói lên, đây là ý kiến của con, nói về con, còn thầy chỉ nói về suy nghĩ của thầy thôi, là cái cách mà thầy sẽ làm thôi, chứ không, thầy không nói là cách đó là cách con phải làm. Có nghĩa là mình cho các bạn cái sounding board á, nghĩa là một cái bảng để phản lại âm thanh, để các bạn nghe một cái âm thanh như vậy. Thì nghĩ rằng cái việc mà trao đổi qua lại, cho các bạn cơ hội để nói lên một cách an toàn, một cách tin tưởng với một người lớn, và người lớn như là cái sounding board để âm thanh nó dội lại, để các bạn nghe thử là nó có khớp hay không khớp. Và cái việc đó đối với nó mưa dầm thấm lâu. Và tiếp theo nữa là mình thực sự là ghi nhận những cái nỗ lực của bạn ấy. Và như Hiếu nói, có những bạn lớp 10 mà tiếng Anh chỉ bằng các bạn học sinh lớp 6 thôi, thì học trong một cái lớp mà có những bạn tiếng Anh lớp 10 mà đã như sinh viên đại học rồi, và có những bạn thì mình làm sao đây? Thì quan trọng mình coi cái sự tiến bộ của mỗi bạn ấy, nó là cái thành công của mỗi bạn, và không thể nào so sánh được ấy. Và câu chuyện Hiếu là có thể là nói tiếng Anh nó thế thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là 10 năm sau nó sẽ không thành công và không hạnh phúc bằng những bạn đang học tốt trong lớp, đúng không? Vậy thì với Hiếu thì mình coi về cái chặng đường đi của mỗi bạn học sinh, và thực sự coi cái ghi nhận cái nỗ lực của bạn ấy. Có thể đến lớp 12 tiếng Anh bạn vẫn chưa đủ để bạn đi du học, không sao cả. Nó không có một cái expiry date, là không có một cái ngày gọi hạn chót cho bất cứ một cái việc gì trong cuộc đời này hết trơn hết trọi á. Giống như Hiếu ngày xưa thực ra đi học bên Anh là Hiếu tốt nghiệp đại học trễ hơn các bạn ở nhà 1 năm, đúng không ạ? Thì cái việc mà có những sinh viên của Hiếu cũng khuyên các bạn nên take gap year đi, nên dành 1 năm đi. Nếu mà không muốn, cái này nghĩa là Hiếu không có muốn đặt ra một expiry date là gì, nhưng mà Hiếu quan trọng là cái nỗ lực của bạn ấy để tiến bộ hơn mình. Và cái việc này là Hiếu nghĩ là thầy cô bố mẹ cũng nên ghi nhận, thay vì chúng ta đặt một cái hạn chót là con phải thế này bởi vì đây là cái ngày này kia rồi này. Thì tất nhiên là 1-2 lần thì không sao, nhưng nhiều lần quá nó làm cho các bạn cảm thấy rằng các bạn đang không có thời gian để phát triển những thứ mà mình có thể làm tốt.
mà dành thời gian để phát triển những thứ mà mình không thể làm tốt và mình sẽ không dùng nó trong tương lai. Thì Hiếu nghĩ là cái việc mà ghi nhận cái nỗ lực của các bạn ấy và những cái tiến bộ, dù là ở việc bạn ấy phải làm hay bạn ấy thích làm, và cái cuối cùng của Hiếu mà Hiếu hay dùng các bạn là thực sự cho bạn ấy thời gian và không gian cá nhân của các bạn. Là Hiếu hay nói chuyện với phụ huynh là em thấy con bé nó rất là thích vẽ, mà em hiểu là các anh chị sẽ muốn nó vào đại học này, nhưng cho hãy cho nó một cái thời gian ngày thứ bảy trọn vẹn, hoặc là chiều thứ bảy, hoặc là tối thứ bảy, hoặc là chiều chủ nhật, để nó được sống với không gian đó của nó, để nó được tận hưởng những cái của riêng nó mà không có cái ai gắn một cái kính lúp và nhìn vào 360 độ và soi lên lỗi sai lỗi đúng. Và Hiếu nghĩ rằng là cái mà cho một cái con người ở trong một ngày hoặc một cái cuối tuần, một cái không gian, tất nhiên đừng làm gì sai trái, đừng có phạm tội pháp luật gì hết, nhưng mà ý nó là hãy dành thời gian cho bạn ấy, có dành thời gian cho bản thân của mình để được tận hưởng cái không gian riêng của mình, làm những việc mình thích và sung sướng với nó, thì nó là cái giúp cho như thế nào. Là thứ nhất là có người hiểu mình, có người kết nối với mình, có người cho mình những trải nghiệm và chịu lắng nghe mình và phản hồi lại cái suy nghĩ của họ nhưng không áp đặt, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là họ ghi nhận những cái nỗ lực của mình, dù mình là kém nhất trong lớp hay thậm chí mình giỏi nhất trên lớp đi nữa, thì ghi nhận những cái nỗ lực của mình. Và cái cuối cùng là người đó vẫn tôn trọng một phần không gian cá nhân của mình để mình phát triển những cái điều đó. Thì nghĩ rằng là nói thì rất chi là kinh khủng, nó chỉ cần đơn giản là bạn hãy mường tượng bạn là một người nhân viên trong công ty, bạn muốn sếp mình làm gì cho mình, đúng không ạ? Thì bạn làm exactly điều đó, chính xác điều đó với đứa trẻ thôi. Nhưng mà thường thường chúng ta lại không như vậy, là chúng ta mong muốn sếp phải thế này thế kia, sếp phải nói chuyện với mình, sếp phải ghi nhận nỗ lực của mình, sếp phải cho mình không gian để sáng tạo đi. Nhưng mà về nhà với đứa trẻ thì lại mình lại không làm được việc đó. Thì nghĩa là đôi khi ấy, chỉ cần hỏi là mình muốn sếp mình làm gì nè, mình muốn chồng mình, vợ mình, người yêu làm gì với mình đấy, thì hãy quay lại làm với lại học sinh, rồi con em, rồi cháu trong nhà của mình như thế. Thì Hiếu nghĩ rằng nó sẽ giúp cho một đứa trẻ nó có cái niềm tin. Là Hiếu thì nói là Hiếu thì không dùng chữ self belief là tin vào bản thân, mà dùng chữ self efficacy, đó là hãy tin rằng bản thân có thể làm được một cái việc, một cái mục tiêu đó. Thì người đó là cái mà Hiếu muốn chia sẻ về cái vấn đề là cái tin vào bản thân của mình. Và Hiếu vẫn tin rằng là cái bản thân Hiếu có thể là nó hơi siêu quyêu một tí xíu, nhưng mà Hiếu cũng dạy học sinh 15 năm qua rồi, và kể cả những học sinh rất là kém mà có những cái vấn đề khó khăn vào học tập ấy, những cái hội chứng khó khăn vào học tập, thì Hiếu vẫn có một cái niềm tin là cái tiềm năng và cái nội lực của một đứa trẻ nó rất là mạnh. Nó giống như một cái cây cỏ dại vậy đó. Thực ra cái tiềm năng nội lực của mỗi con người rất là mạnh. Làm sao để khơi nó lên nhiều nhất có thể. Chứ Hiếu tuyệt đối chưa bao giờ dán nhãn. Thành ra mỗi lần mà Hiếu làm việc ở các trường, hoặc là với thầy cô, với đồng nghiệp, hay là với người bảo là ôi đứa trẻ này nó sốt lắm, là Hiếu rất là dị ứng. Đó bởi vì khi mà chúng ta tuyên ngôn như vậy á, là chúng ta đã không tin vào cái nội lực và cái tiềm năng của một con người rồi. Còn Hiếu thì Hiếu có một cái niềm tin rất là bất diệt là mỗi đứa trẻ, mỗi con người đều có một cái tiềm năng nội lực rất là mạnh. Làm sao để khơi nó lên, ươm dưỡng nó, cho nó những cơ hội phát triển, và tin vào những cái bước đi chập chững đầu tiên của cái nội lực đó khi nó bước ra ánh sáng. Chứ không phải nó bước ra ánh sáng ra là tập một phát, ôi con có tiến bộ rồi nhưng vẫn thua xa bạn kia lắm, thì giống như là nó mới thò đầu ra ngoài cửa bị đập vô rồi, thì làm sao mà nội lực và tiềm năng phát triển được. Thì đó là những cái mà Hiếu chia sẻ. Bây giờ mình nói một câu thực tế đi. Không có quá nhiều Nguyễn Chí Hiếu. thì ở các bạn mà đang học ở cái trường cấp 3 hiện tại á, thì có cái gì đơn giản mà mình có thể làm được, các thầy cô có thể đơn giản có thể làm được? Thì thật ra là Hiếu hiểu là bản thân mình nói những cái thứ như thế này thì sẽ có một số, và cũng có thể là khá nhiều các thầy cô bảo nó rất là hay và cũng rất là muốn làm, nhưng mà khi bước vào nhà trường thì nó có nhiều những cái trói buộc, những cái ràng buộc, những cái hạn chế. Học sinh vẫn phải là học sinh thi tốt nghiệp và thi đại học này kia, rất là nhiều thứ, và có những cái mà nó không phải nằm trong vòng kiểm soát của các thầy cô. Thì nếu mà có hai thứ mà Hiếu nghĩ rằng là nó sẽ không phải là phá vỡ tất cả những rào cản đó, sẽ là một cái điều nó rất là khác người, hay là nó phá vỡ những cái giới hạn của kia và làm những cái thứ mà nó gọi là nó thay đổi hệ thống, thì Hiếu không nghĩ như vậy. Nhưng những thứ rất là đơn giản, rất thiết thực thôi. Thì Hiếu thấy có hai thứ mà Hiếu rất muốn gửi gắm, mà nếu Hiếu là bước chân vào giáo dục phổ thông và Hiếu nhận một cái lớp cấp 3 dạy từ lớp 10, lớp 11, 12 thì Hiếu cũng sẽ làm. Thứ nhất là Hiếu chỉ có thể một yêu cầu cũng được, mà có thể là một cái gửi gắm cũng được, từ phía nhà trường hoặc là từ phía Hiếu, đó là các thầy cô hãy thực sự dành thời gian để trò chuyện cùng với mỗi đứa trẻ. Hiếu thấy đó là một cái điều mà rất cần thiết, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta chịu dành thời gian. Và thực sự không phải thầy cô nào cũng đang làm việc đó. Thực sự là như vậy.
thực sự là không phải thầy cô nào. Có những thầy cô thậm chí là còn không biết, chỉ biết đứa trẻ đó học như thế nào và một vài tính cách thôi, còn chưa chắc đã thực sự hiểu cái đứa trẻ đó. Bởi vì đơn giản không phải là thầy cô không thể làm được, mà thầy cô chưa dành thời gian. Thì giống như Hiếu hay hay trong cái môi trường của Hiếu, Hiếu là yêu cầu các giáo viên của Hiếu là đầu năm bạn phải dành thời gian ít nhất là khoảng chừng 15-30 phút để nói chuyện với mỗi đứa học sinh trong lớp. Có thể là trong lớp học, có thể là giờ giờ ra chơi. Nghĩa là làm sao để trong vòng 3 tháng đầu tiên ấy, bạn hãy dành hết thời gian nói chuyện với học sinh của mình đi. Bởi vì Hiếu nghĩ rằng là tất cả mọi cái việc mà chúng ta muốn làm cho một đứa trẻ để tránh nó là khiên cưỡng, nó là conformative, nó là tuân theo như Hùng nói, thì nó phải dựa trên một cái nền tảng, một mối quan hệ kết nối giữa con người với con người một cách chân thành nhất. Và cái cách nào để kết nối chân thành con người nhất chính là trao đổi và trò chuyện với nhau, đúng không ạ? Thì Hiếu rất muốn là đấy, một cái sự thay đổi. Có thể là Hiếu phải ra một cái điều luật hoặc là một cái gợi ý là hãy thực sự dành thời gian với mỗi đứa trẻ. Và bản thân Hiếu cũng vậy, khi vào trong một lớp học á, thì Hiếu đã dành khoảng chừng 10-15 phút để Hiếu đảo qua một một lớp 30 đứa, thì Hiếu cũng đảo qua 30 đứa. Ok, các bạn cho thầy biết là tuần vừa rồi chuyện gì xảy ra, chuyện gì buồn nhất, vui nhất, các bạn hãy gõ vào trong chat cho thầy đi. Nghĩa là mình tiết kiệm thời gian. Còn nếu hôm đó mình thấy cái giáo án nó không có quá nhiều ấy, thì mình có thể dành thời gian để nói chuyện. Còn nếu mà giáo án nó nhiều, thì mình sẽ vào vào trong group chat được online vừa rồi. Cái đứa bảo là con đang buồn thầy ạ, vì mẹ con thế này. Nghĩa là khi mà mình tạo được cái văn hóa đó, thì nó thành một cái lớp học mà ở đó tụi nhỏ nó thoải mái chia sẻ những cái điều mà nó nói. Nghĩa là mình mang từ câu chuyện của mình với nó thành câu chuyện của mình với lớp học. Chúng ta là một gia đình ở trong đây, thì thầy không có nhiều thời gian để có thể hỗ trợ từng bạn một, nhưng khi phải xây dựng được một cái cộng đồng học tập ở trong lớp học mà mọi người thoải mái chia sẻ mà không sợ bị đánh giá, không sợ bị quy chụp ấy, thì cái sự hỗ trợ nó không nhất thiết đến từ thầy, đến từ bạn bè lẫn nhau, mà nó qua những khó khăn. Mà Hiếu nghĩ là ngày xưa thực ra là Hiếu không biết thế nào, chứ ngày xưa cái lớp học của Hiếu là có những tình bạn như thế. Và Hiếu nghĩ bây giờ trong một cái xã hội phức tạp và tụi nhỏ hay có cái xu hướng là thu về những cái máy móc và nghĩa là những cái phần mềm chat chít rồi mạng xã hội này kia, thì nó lại mất đi cái tính đó trong lớp học. Thì đó là cái đầu tiên, là hãy dành thời gian nói chuyện một đứa trẻ để từ đó mang nó vào trong lớp học và tạo thành một cái cộng đồng học tập mà ở đó mọi người chia sẻ đánh giá về kể cả những vấn đề nội tâm của mình mà không bị đánh giá, không bị xét nét. Cái thứ hai nữa mà Hiếu nghĩ mà có thể cho làm là hãy xây dựng những thử thách để cho đứa trẻ và lớp học mình thất bại. Không phải thất bại trong đại thi kỳ thi đại học nha, mà có những thử thách hãy cho nó thất bại và hãy celebrate, hãy hãy hoan nghênh, hãy appreciate, trân trọng cái thất bại đó và dạy nó cách đứng lên. Bởi vì Hiếu nghĩ rằng là cái cách giáo dục của nhiều thầy cô và nhiều trường lớp chính là dạy làm sao cho trẻ thành công. Làm sao để con được học sinh giỏi, con được bài 9, bài 10, con được này kia, nhưng lại quên hoặc là không làm kỹ làm sao để dạy cho một con người là thất bại và đứng lên từ thất bại và quản trị tất cả những cảm xúc đến từ thất bại đó. Thứ nhất là hãy tạo ra những thử thách để cho đứa trẻ thất bại. Giống như Hiếu đang câu chuyện rồi thôi, là Hiếu đang dạy một cái nhóm học sinh rất là giỏi luôn á, kể cả học sinh trường quốc tế rồi học sinh giải quốc gia, giải nhất, giải nhì tiếng Anh quốc gia, rất rất là nhiều các bạn học sinh giỏi cái trường nào, cái trường trung học phổ thông giỏi nhất cả nước Hiếu dạy online. Thì biết tụi này nó rất là giỏi, nó giỏi lắm luôn ấy. Nghĩa là nó bảo chứ trời, tụi này tiếng Anh nó giống như là còn hơn mình những năm mình học 25 tuổi nữa kìa, chứ đừng nói chỉ là hơn mình hồi mình học cấp 3. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên Hiếu giao cho các bạn ấy đó là Hiếu hỏi là hồi giờ tụi con bài luận tụi con viết nhiều nhất là bao nhiêu chữ, thì cái đứa mà đã bảo là bài luận mà tụi con viết nhiều nhất là 2.000 từ. Thì bảo ok, cảm ơn tụi con, thầy cho tụi con trong vòng 3 tuần viết bài luận 5.000 từ. Đứa này nó cũng hét lên tại sao thầy có thể khó tính như vậy. Thì Hiếu bảo là tụi con cứ ráng nhất có thể, và thầy nghĩ là sẽ có bạn thất bại nhưng cứ làm thế nào thôi. Nghĩa là mình đưa những cái, tất nhiên trong một cái vỏ bọc, trong một cái vòng tròn nó khá là an toàn, nó không phải là thi rớt đại học, nhưng mà Hiếu hiểu rằng sẽ có bạn thất bại với cái mục tiêu đó. Nhưng mà cái quan trọng của Hiếu đó là bạn đang từ 2.000 từ, bạn rướn được bao nhiêu, thì trong cái thất bại đó mình sẽ chỉ cho các bạn là con thất bại đấy, nhưng con thất bại không phải là thất con thất bại với cái mục tiêu 5.000 từ, nhưng con thành công với cái từ 2.000 từ lên 3.000 rưỡi từ của con. Thì Hiếu nghĩ rằng là hãy yêu cái điều đó, hãy yêu cái thất bại đó. Bởi vì mà trong cái thất bại mình nên suy nghĩ như thế nào, thì Hiếu nghĩ rằng là mình không phải là bắt con trẻ thất bại ngày này qua tháng nọ, nhưng Hiếu nghĩ là hãy cho con trẻ cái mindset đó. Bởi vì Hiếu nghĩ rằng thất bại giống như một cái gì đó mà mọi người nhìn vào người thấy nó rất là kinh khủng ấy. Bởi vì đơn giản là 12 năm đứa trẻ được dạy trong một cái tư duy là để thành công, chứ không phải để thành công. Và
để thất bại rồi thất bại đứng lên thành công, là chúng ta nói rất hay đúng không, thất bại là mẹ thành công đúng không, nghĩa là đúng là chúng ta hay nói như vậy, nhưng mà cái cách giáo dục và cái những cái trải nghiệm học tập, những cái lớp học nó không được thiết kế để đứa trẻ thất bại mà được thiết kế làm sao để đứa trẻ thành công, từ một bài kiểm tra nhỏ nhất cũng phải thành công. Còn bây giờ tôi thấy hầu như là ngày trước mình được 9 điểm là mừng lắm rồi đúng không, bây giờ thậm chí 9 điểm là bình thường. Thì đó là cái suy nghĩ của Hiếu như vậy, nếu được làm một điều gì đó. Dạ, thật ra buổi nói chuyện hôm nay với anh Hiếu, anh em mình nói về thất bại và nói về là cần phải celebrate, cần phải hoan nghênh thất bại á, thì em muốn dành cái câu hỏi cuối cùng trong cuộc nói chuyện hôm nay với anh Hiếu. Mặc dù là đọc profile là biết là đây là con nhà người ta, học rất giỏi vậy em, nhưng mà em vẫn muốn hỏi, nếu như vậy thì thất bại trong quá trình học hành của một Nguyễn Chí Hiếu là từng có là cái gì, và anh và anh học được cái gì trong cái thất bại đó? Thất bại nhiều lắm chứ, tại vì thực ra là mọi người không làm một cái CV hoặc là một cái bài báo về những thất bại chứ không, chứ mình liệt kê thất bại có khi còn nhiều hơn và liệt kê không hết so với thành công ấy chứ. Thì thực ra cái thất bại lớn nhất của Hiếu thôi, thì Hiếu nghĩ nó là một cái thứ mà nó, mình nhìn lại bây giờ mình thấy nó một điều may mắn, đó là cái lúc mà mình học xong cái dự bị đại học á. Nghĩa là ngày xưa thì mình được học bổng đi học dự bị đại học A-level bên Anh 2 năm, thì cái dự định lúc đầu là mình sẽ học tiếp đại học ở bên đó. Nhưng mà với điều kiện tài chính của gia đình thì bố mẹ Hiếu sẽ không bao giờ có đủ điều kiện tài chính để có thể cho mình học tiếp đại học 3 năm được. Yeah. Thì ngày xưa thì khi mình nộp bên Anh thì chỉ được nộp khoảng chừng 6 trường thôi. Thì gần như là nó... mình rất mê vào Cambridge nha. Hồi đó là mình rất mê vào Cambridge. Một phần là bởi vì trường tốt, một phần là mình hiểu là Cambridge nó có nguồn học bổng rất là dồi dào. Thì... hồi đó mình cũng có cái tô một tí xíu, nghĩa là học trong trường A-level thì các thầy cô cũng rất là thích mình, rồi cũng nghĩ rằng là kiểu như là nếu mà Hiếu nó không vào Cambridge thì ai vào được ấy, kiểu như vậy. Thì mình cũng bị cái tôi đó nó thổi phồng lại một tí xíu. Thì lúc mà khi nhận kết quả thì trường đó, cái trường của Hiếu học lúc đó là năm gọi là năm bồi thu về học sinh vào Cambridge Oxford, nghĩa là năm kỷ lục mà số lượng học sinh được vào hai trường đại học hàng đầu của Anh, trong khi mình thì bị từ chối. Thì thực ra lúc đầu thì mình còn gato một tí xíu, nhưng mà cảm giác gato nó qua rất là nhanh. Thì lúc đó cái câu hỏi đầu tiên trong đầu của Hiếu là: vậy thì mình sẽ làm gì để học tiếp đây? Bởi vì bố mẹ sẽ không có tiền để cho mình học tiếp đại học 3 năm bên Anh. Nghĩa là nếu như mà mình không có được trường nào nhận vào cho học bổng, thì mình sẽ không thể nào học tiếp bên Anh được. Vậy thì câu chuyện là quay về Việt Nam sẽ làm gì? Hồi đó thì Việt Nam không có trường quốc tế nha, không có trường học quốc tế đâu. Việt Nam học trường đại học quốc tế là impossible, là không thể. Mà mình cũng chỉ có 6 trường bên Anh thôi. Mình cũng không có, hồi đó mình đâu phải là nộp Anh rồi Đức rồi Pháp rồi này kia đâu đúng không? Mình chỉ có 6 trường bên Anh thôi. Thì cái lựa chọn duy nhất của mình, nếu mình không được nhận và có học bổng mà quay về Việt Nam á, thì chính là thi lại đại học. Mặc dù cái năm mình học 12 thì mình lại được giải quốc gia tiếng Anh và mình được tuyển thẳng đại học. Thì sau 2 năm bên Anh mình phải quay về Việt Nam đào tạo. Nghĩa là với một cái con người mà 19 tuổi mà cái cảm giác là ở lại bên Anh nó rất là một cái đám sương mù luôn á, không biết nó như thế nào luôn, là không có cách nào để có thể kiếm tiền, mà bố mẹ cũng không thể nào là có tiền để cho mình học tiếp 3 năm đại học. Quay về Việt Nam thì còn thậm chí còn quay trước vạch xuất phát của mình ngày xưa được. Mình ngày xưa học ở phổ thông là rồi, là tụi đó thi luyện thi đại học thì mình đã được tuyển thẳng rồi, cái ngồi chơi thôi để được tuyển đại học rồi. Mà ngày xưa Hiếu được tuyển thẳng kiểu như là học viện ngoại giao rồi ngoại thương rồi sư phạm, bây giờ phải quay lại thi đại học, ôn thi đại học, mà ôn thi đại học xong 2 năm học bên Anh có khi quên hết toán của Việt Nam rồi, chắc gì mà gọi là thi đậu đúng không? Thì cái cảm giác đó cực kỳ là khó chịu, và giống như Hùng nói là khó quản lý mà thực ra khó kiểm soát hơn. Mình rất là dễ nổi cáu, rồi mình rất chi là mong manh và kiểu như sợ hãi, đúng là sợ hãi thật sự. Thì đó là cái mà thất bại, nhưng mà cũng may là nó lại lúc đó mình lại có một cái chuyến đi tự đi thôi. Nghĩa là giống như Hùng nói là thay mình nói là gap year thì mình là gap week. Mình xin trường cho mình nghỉ học một tuần để mình đi đến một cái nơi và tĩnh lặng để mình thực sự suy nghĩ với chính mình. Và mình suy nghĩ tất cả mọi thứ rồi, và mình thay vì mình coi cái thất bại đó là cái trước mắt, thì mình đặt cái thất bại đó trong cái câu chuyện của 5 năm sau, 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, mình nhìn dài hơn. Và nó giống như là những cái sự thất vọng đó trong cái khoảng cách đó rất là lớn, nhưng nếu mà đặt nó xong cái sự vĩnh hằng của thời gian và cái sự bao la của cuộc đời á, thì nó rất là nhỏ. Thì lúc đó mình xác định là ok, cứ quay về, dù kết quả thế nào thì vẫn phải đi về phía trước thôi. Và cái sĩ diện hay cái cảm xúc ấy, nó chỉ là những cái mà mình tự tạo ra cho chính bản thân mình.
Và nếu mình có thể là vượt lên trên những cái đàn tiếu, ví dụ về Việt Nam, ôi thằng đó đi du học 2 năm xong rồi thế này thế kia xong bị về rồi xong phải đi làm đại học á, nếu mình vượt lên trên những cái đó thì mình sẽ gọi là chiến thắng cái miệng của thiên hạ. Thì thực ra với Hiếu, cái thất bại đó nó dạy Hiếu thành nó dạy cho Hiếu nhiều thứ hơn là cái thành công sau đó là thành sinh viên giỏi nhất nước, sinh viên A level giỏi nhất nước Anh. Nghĩa là cái thất bại đó, cái cảm giác của một tuần đó bây giờ nó còn theo mình đến tận bây giờ, và mình nhìn tất cả những cái thất bại sau này mình đều hiểu là đôi khi nó đến là một điều may mắn để mình được học, mình được lớn, mình được gọi là phá kén. Thì đó là cái Hiếu chia sẻ. Và thực ra cái đó là thất bại, nhưng mà là sau đó còn nhiều 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 thất bại hơn, nhưng cái thất bại lớn nhất đầu đời, bởi vì 12 năm học phổ thông là như con nhà người ta rồi đúng không, rồi được học bổng đi học học Anh nữa, thì trong con mắt của rất nhiều người, thậm chí là trường chuyên của Hiếu ngày xưa rồi tất cả mọi người rất là ngưỡng mộ này kia, thì với Hiếu cái thất bại đó nó là cái bài học lớn nhất trong những bài học thất bại, mặc dù về quy mô thất bại thì sau này mình có những thất bại nó còn kinh khủng hơn, nó dẫn đến nhiều cái thất thoát về tài chính hơn, ví dụ như vậy. Nhưng cái bài học của một với một đứa 19 tuổi ngày đó nó theo mình đến giờ, nó thành một bản tính, thành tính cách con người của mình luôn á, là cứ lạc quan, kiên trì, bền bỉ và kiểm soát bản thân của mình, và dù chuyện gì xảy ra thì vẫn cứ đi tiếp về phía trước. Thì đó là cái chia sẻ của Hiếu. Rất là cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ cái bài học gọi là thất bại, thật ra là thất bại mang tính tương đối ở một cái thời điểm của chí Hiếu 19 tuổi, và em nghĩ là nó là một cái viên gạch rất là thú vị để khiến cho một chí Hiếu có một cái bản lĩnh kiên cường và để đi tiếp một cái chặng đường giáo dục sau này của anh. Và em nghĩ là cũng là cái nền tảng để anh hiểu và anh cảm thông được, và anh tin rằng mỗi người có sẽ những con đường nào cũng đến La Mã hết, mỗi người sẽ có cái cách đi của mình, có sự lựa chọn của riêng mình và cái tốc độ của mình nữa. Và đó là cái thông điệp mà em nghĩ nó rất là quan trọng. Em rất muốn những cái người nhà làm giáo dục, những cái bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ, anh chị em có thể hiểu và mình phải embrace, có là mình phải hỗ trợ và mình phải khuyến khích những thất bại vậy, và đừng đừng gây áp lực lên lên con em mình với những cái định nghĩa khuôn mẫu của xã hội, bởi vì mình sẽ không bao giờ biết được là nó sẽ ảnh hưởng tới đến con em mình như thế nào, và mình cũng chẳng bao giờ biết được cái thứ mình nghĩ rằng nó phải là như vậy thì chưa chắc nó đã đúng, và đôi khi đứa trẻ đó nó cần cái trải nghiệm đó, cần cái trải nghiệm đó. Cái em nghĩ cái mình cần học là gì? Hãy giúp cho con hiểu bản thân, giúp con tin vào bản thân, giúp con phát triển cái tính cách của riêng con, và giúp con trải nghiệm, học cái cách trải nghiệm với thất bại, và giúp cho con hiểu là quan trọng là con học được bài học gì, con học được cái bài học gì để con đi tiếp, và con có quyền dùng cái bài học đó theo cách của riêng con đó. Thì em nghĩ đây là cái thông điệp mà nó rất là đẹp để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay giữa hai anh em mình. Em rất cảm ơn anh Hiếu, em rất cảm ơn anh Hiếu đã chịu khó giải thích những câu hỏi cắt cớ của em, bởi vì thật ra chả ví dụ em nó em muốn cái buổi đối thoại nó rất là cởi mở, và em rất mong muốn rằng chúng ta thật ra cái thứ á, mình bạn nhau là Việt Nam mình cần phải phát huy cái tư duy phản biện anh hiểu không, có nghĩa là mình đừng có chấp nhận một thứ một cách hiển nhiên mà mình phải hỏi tại sao nó không phải là điều A, không phải là điều khác, và sao không không sao không phải là ngược lại. Thì những cái điều đó nó là em, nếu em cũng học điểm, em cũng rất mong muốn là những thầy cô ở cấp 3 cũng nên giúp rèn luyện cái tư duy phản biện cho bạn học sinh, bởi vì cái tư duy phản biện nó sẽ giúp cho các em có cái bản lĩnh để đi được rất dài cho con đường phía trước. Và em cảm ơn anh Hiếu rất nhiều, rất cảm ơn anh Hiếu đã dành thời gian cho trạm giáo dục, cho education, cho Vietcetera và cho em ngày hôm nay. Em cũng rất mong là anh Hiếu sẽ có được những cái bước đi tiếp theo rất là vững chãi để có thể góp phần vào dòng chảy giáo dục tiến bộ của Việt Nam trong tương lai. Rồi, cảm ơn Vietcetera và cảm ơn mọi người, và hy vọng những cái chia sẻ này nó cũng chỉ là mang tính chất tham khảo, và mỗi người sẽ tìm được một cái câu chuyện nhỏ trong câu chuyện của Hiếu và Hùng chia sẻ sáng nay, và quan trọng là chúng ta làm tất cả những gì để tốt cho những đứa trẻ của chúng ta. Thì với Hiếu đó là cái mục tiêu và cái sứ mệnh của công việc của mình, và cũng chúc mọi người có, dù khó khăn, Hiếu nghĩ rằng là dạy học đồng hành cùng con là một công việc rất là khó khăn, có thể một công việc rất khó nếu không muốn nói là công việc khó nhất, nhưng mà Hiếu nghĩ rằng là bao giờ thì khi chúng ta nhìn thành quả thì chúng ta sẽ là hạnh phúc. Thì Hiếu nghĩ là Hiếu luôn luôn lấy cái sự hạnh phúc đó làm cái kim chỉ nam, cũng như là làm cái thứ để mình có thể chân cứng đá mềm. Thì cũng hy vọng mọi người tìm được hạnh phúc và bình an trong công việc dạy dỗ, đồng hành cùng học sinh, con em và những đứa trẻ của chúng ta.
Rất cảm ơn anh Hiếu. Và chúng ta đã vừa kết thúc cái buổi nói chuyện thứ tư trong mùa đầu tiên của trạm giáo dục của Education. Và Hùng tin rằng giáo dục là một cái chủ đề rất là dài hơi. Thật ra là chúng ta sẽ có thêm rất nhiều buổi nói chuyện khác để chúng ta khai thác, chúng ta chia sẻ những cái chủ đề sâu hơn. Và hy vọng là giống như anh Hiếu nói, đây là những quan điểm nó những cá nhân, và thật ra là Hùng nghĩ là chúng ta nên tôn trọng những ý kiến cá nhân đó, bởi vì nó thể hiện được cái trải nghiệm, thể hiện được cái góc nhìn và thể hiện được cả những cái bài học đúc kết. Và chúng ta sẽ thoải mái cởi mở với những cái tư tưởng như vậy, và mọi người sẽ có quyền chọn được một cái thứ mà có ý nghĩa với mình để mà chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống. Rất mong là trạm giáo dục đem đến nhiều điều ý nghĩa cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.